Em bắt đầu trước mà. Hello, xin chào toàn thể quý anh chị quay trở lại với kênh của TVI. Và hôm nay là anh Hùng và Tuấn Minh sẽ cùng giao lưu với mọi người vào cái buổi giao lưu cuối tuần live show 3. Thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi những cái vấn đề về thị trường, vĩ mô cũng như là những cái cổ phiếu, cơ hội trong thời gian tới. Thì trước tiên thì anh chị nào mà vừa mới vào thì cho TVI xin một like và một chia sẻ để chúng ta có thể lan tỏa những cái kiến thức đến nhiều người hơn. Và hôm nay thì Minh sẽ bắt đầu trước cho mọi người, review cho mọi người về những cái vấn đề vĩ mô cũng như là cái đánh giá của mình về mặt định giá thị trường ở thời điểm hiện tại. Ok, đầu tiên chúng ta không thể không nhắc đến đúng không ạ? Đó chính là cái tình hình dịch bệnh. Thì phải nói là cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam chúng ta thì đang khá là căng thẳng. Phải nói một từ cực kỳ căng thẳng. Thực ra không, báo chí quốc tế và Việt Nam không đưa tin quá nhiều đúng không? Tuy nhiên thì nếu mà mình làm một phép so sánh đối với dịch ở Indo và Philippines thì thực tế Việt Nam cũng đang căng thẳng không kém gì cả. Và số ca tử vong tỷ lệ ở Việt Nam hiện tại theo mình thấy còn nhiều hơn cả Philippines cơ. Tức là con số cái quá tải y tế của chúng ta đang đạt đến cái ngưỡng khá là cao và bắt buộc chính phủ phải đưa ra một cái biện pháp vừa rồi đúng không ạ? Đó là siết chặt hơn những cái biện pháp giãn cách, nhất là ở trong Hồ Chí Minh khi mà số ca tử vong đang đạt đỉnh trong ngày hôm nay đúng không? Hôm nay thì chúng ta vừa nhận được cái thống kê lên tới gần 600 người tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Một con số cực kỳ cao và mình thấy cũng khá là đáng buồn đúng không ạ? Một tình trạng khá đáng buồn cho nước ta khi mà số tử vong rất nhiều. Và cái dịch bệnh cũng làm cho ảnh hưởng tâm lý của người dân cực kỳ lớn đúng không? Vừa rồi thì những cái chính sách phải nói không không rõ ràng cho lắm đúng không ạ? Khiến cho rất nhiều người dân trong những ngày cuối tuần phải lao mình ra ra bên ngoài để mà đi mua hàng tích trữ và càng làm tăng nguy cơ dịch bệnh. Và thực ra là cũng phải thấu hiểu thôi, là bây giờ mà không ra ngoài mua thì cũng chưa chắc có những cái đồ ăn mình mong muốn. Thành ra ai cũng muốn ra ngoài để mà mua tích trữ những cái hàng hóa như vậy vì nó không rõ ràng về mặt thông tin đúng không, thì khiến cho khá là loạn. Thì điều này cũng khá đáng buồn. Chúng ta hãy theo dõi xem thời gian tới chúng ta có những cái chính sách siết chặt thì nó sẽ có những cái biện pháp như nào đúng không, tác dụng ra sao. Thì chắc là mình nghĩ cũng kỳ vọng khoảng tầm 2 đến 3 tuần nữa chúng ta sẽ giảm bớt được tình hình dịch bệnh. Mình nghĩ như vậy. Tại vì bây giờ tình hình tiêm chủng chúng ta cũng khá nhanh. Nếu mà tiêm đâu đấy tầm 80% dân số trưởng thành ở Hồ Chí Minh một mũi thôi thì tỷ lệ tử vong mình nghĩ cũng đã giảm khá khá rồi. Bây giờ quan trọng là những cái F0 ở cộng đồng nó phải thể hiện hết ra. Đúng không ạ? Và sau đấy thì tăng cái năng lực y tế lên này, tăng chăm sóc người bệnh được lên thì chúng ta sẽ ổn định hơn, và giữa tháng 9 thì có thể nới một số cái nghiệp vụ dần đúng không ạ? Những cái công việc được thông hàng ngày hơn. Thì chúng ta sẽ kỳ vọng tháng 9 sẽ bắt đầu nới dần. Cũng không thể nào mong nới ngay. Nhưng mà việc nới dần cũng đã khiến kinh tế nó tăng trưởng tốt hơn rồi, đúng không ạ? Những cái công việc được khơi thông hơn và thu nhập người dân sẽ được cải thiện. Thì đấy là những cái vấn đề chúng ta ngóng chờ về sự mặt dịch bệnh, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất để mà chúng ta mở cửa được như các nền kinh tế như kiểu Anh hay là Ý, bây giờ người ta không phải đeo khẩu trang nữa rồi. Tụ tập rất nhiều, chính phủ cũng chả cấm nữa, đúng không? Nói chung là rất vui. Thì đó là cái tiêm vaccine chúng ta phải cực kỳ nhanh. Và sắp tới thì vaccine về rất nhiều. Có thể kỳ vọng cuối năm thì chúng ta sẽ bắt đầu mở cửa nền kinh tế nó mạnh hơn. Thì đó là review qua một chút về tình hình dịch bệnh. Khả năng thì chắc là tầm 1 2 tuần, một trong một tuần tới thì mình nghĩ số ca có thể sẽ là đạt đỉnh khi mà tăng cường cái xét nghiệm. Ok, về mặt chính sách vĩ mô thì tuần vừa rồi thì Ngân hàng Nhà nước thì có đề xuất, thì khả năng cũng có thể là chắc là thông qua thôi. Và nếu mà có là hỗ trợ nhiều hơn thì chúng ta hãy đợi xem. Thì cái sửa đổi đó chính là cái cơ cấu nợ đúng không? Cơ cấu nợ cho ngân hàng. Trước đây thì những cái nợ cơ cấu Ngân hàng Nhà nước bắt chúng ta bắt các ngân hàng phải trích lập dự phòng vào cuối năm nay, tức là trước 31 tháng 12 năm 2021 thì ngân hàng phải trích lập ít nhất 30% cái số nợ cơ cấu, đúng không? Nếu mà không có khả năng thu được, không có khả năng hoàn nhập lại những cái nợ cơ cấu đó thì bắt buộc ông phải trích lập 30% là ít nhất. Những ngân hàng mà trích rồi thì thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ đang cho giãn ra đến tầm tháng 6 năm sau, đề xuất là tháng 6 năm sau, đúng không? Đến 30 tháng 6 và tính cơ cấu phải tầm 600.000 tỷ đồng nợ vay được cơ cấu lại. Tính đến trước mùng 1 tháng 8, một con số cực kỳ lớn đối với ngành ngân hàng. Nếu mà bắt trích lập luôn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái nguồn vốn, đúng không? Nếu mà chúng ta để ý là nếu mà ngân hàng mà trích lập dự phòng thì ghi nhận là lỗ, đúng không ạ? Lợi nhuận sẽ giảm. Còn ngân hàng nào mà kém thì có thể lỗ, khiến cho cái nguồn vốn bị giảm đi, đúng không? Vốn chủ bị âm đi mà, đúng không? Khi mà chúng ta bị lỗ thì vốn chủ bị trừ đi. Thì khiến cho những cái tỷ lệ an toàn vốn như CAR vân vân nó bị giảm và khiến cho tỷ lệ cho vay không được tăng nữa.
và tín dụng không thể đẩy ra nền kinh tế được nếu mà bắt trích lập cực kỳ mạnh, đúng không? Thì đó là vấn đề mà cái này thì sẽ tốt cho nền kinh tế, nhưng mà đối với riêng ngân hàng có tốt hay không, đúng không? Câu hỏi là đối với riêng ngân hàng có tốt hay không, thì về con số kế toán chắc chắn rồi, đó là tốt, tại vì bây giờ được giãn trích lập đến tận giữa năm sau mới phải trích 30%, có thể đẩy lùi hơn nữa nếu mà ngân hàng nhà nước nới tay hơn, đúng không, mở tay hơn. Nhưng mà mình nghĩ là góc nhìn về ngành ngân hàng nó vẫn sẽ kém đi, đúng không? Tại vì nợ xấu mình nghĩ đợt này giãn cách quá lâu, và nếu mà giãn cách tiếp tục nửa tháng một tháng nữa thì nhiều ngành nghề nó sẽ phải rời bỏ nền kinh tế, tức là những doanh nghiệp nhỏ nó không thể chịu nữa rồi, đúng không? Ví dụ người lao động mà nghỉ việc tầm độ 1-2 tuần thì còn chịu được, bây giờ nghỉ việc tận 2 tháng thì có thể họ bỏ việc và đi tìm ngành khác rồi. Doanh nghiệp thì cũng phải đóng bớt tất cả nhiều hoạt động, thì đấy sẽ khiến cho những cái nợ cơ cấu và nợ xấu nó tăng lên. Thì góc nhìn về ngành ngân hàng trong cái quý 3 và quý 4 nó sẽ chưa được tươi sáng cho lắm. Và cũng là lý do tại sao TVI sẽ không khuyến nghị nhiều cái dòng ngân hàng này, đúng không? Tại vì cái xấu nó đang nhiều hơn, cái xấu là nhiều hơn, mặc dù triển vọng dài hạn. Đối với ngành ngân hàng thì TVI cho rằng nó vẫn tốt, nhưng mà trong ngắn hạn tầm độ nửa năm đến 1 năm thì nó vẫn chưa phải là một cơ hội để chúng ta có thể để mua vào, đúng không? Để mà kỳ vọng nó tăng mạnh. Thì đấy là vấn đề. Có những cái ngân hàng riêng như là Techcombank, OCB, vân vân, họ có hệ sinh thái có thể khỏe hơn, nhưng mà chắc chắn vẫn sẽ bị ảnh hưởng đâu đấy vì cái giãn cách nó dài như này. Ok, đó là một cái tin cực kỳ hot về ngành ngân hàng và vĩ mô trong trong cái tuần vừa rồi. Vẫn là một chính sách hỗ trợ thôi, nhưng mà chính sách này vẫn chưa đủ mạnh, mình nghĩ là chưa đủ mạnh. Chúng ta vẫn còn rất nhiều dư địa. Cái tin thứ hai đấy là về phó tổng thống Mỹ, đúng không? Harris thì chuẩn bị thăm Việt Nam, thì đâu đấy chắc là khoảng cuối tuần sau hoặc là tuần sau nữa thì bắt đầu đến Việt Nam. Thì trước đây các tổng thống Mỹ hay là cái quan chức Mỹ sang Việt Nam thì thị trường thống kê là đều tăng, đúng không ạ? Thì ở Việt Nam hiện tại thì mình nghĩ là cái thị trường của mình thì theo TVI thì tí nữa sẽ phân tích kỹ hơn cho mọi người. Thì thực ra thị trường thì chủ yếu đi ngang thôi, tăng giảm thì nó cũng không phải là quá nhiều vấn đề lo ngại, chúng ta chỉ quan trọng là pick cổ phiếu thôi. Còn các phó tổng thống Mỹ hay là tổng thống Mỹ, đúng không, quan chức mà sang Việt Nam thì thường đưa đến những cái hợp đồng mới. Các lịch sử mọi người để ý, đúng không? Chẳng hạn người anh em còn thống kê vui là cứ thấy tổng thống Mỹ sang Việt Nam thăm là chị Thảo, đúng không ạ, lại ra ký mua thêm máy bay, mà mua bao nhiêu máy bay rồi mà chưa thấy máy bay nó về, đúng không? Ký rất nhiều hợp đồng toàn 7 tỷ đô mua máy bay thôi mà cũng chưa thấy đâu cả. Thì đấy là những cái lịch sử thì thường sẽ mang một màu sắc tích cực hơn, thì rất nhiều hợp đồng được ký mới. Đó là một cái thông tin khác về mặt phó tổng Mỹ sang Việt Nam. Còn ở đây thì mình sẽ thống kê thêm, đó là vì cái tình hình dịch bệnh như hiện tại, đúng không? Chúng ta vẫn đang kỳ vọng và TVA cũng chia sẻ với mọi người, đó là bắt buộc phải có những chính sách hỗ trợ nền kinh tế. Mà quan trọng nhất ở đây, một là đầu tư công, và cái thứ hai là những cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thì chúng ta có giảm lãi vay rồi. Bơm tiền thì cũng chưa thấy có một cái hẳn gì đấy, tại vì bây giờ mà hạ lãi suất tiếp thì sợ rằng nó sẽ mang tiền đi đầu cơ nhiều hơn và hỗ trợ nền kinh tế, đúng không ạ? Bây giờ cho vay làm sao mà cho vay được thêm? Một là hỗ trợ doanh nghiệp giảm giãn hoặc là xóa nợ cho người ta đi, những cái ngành nghề mà chị nhạy cảm. Chứ bây giờ mà giảm lãi suất mà đẩy tín dụng mạnh ra nó cũng không có tác dụng gì cả. Tại vì cũng chả ai đi vay được cả, đúng không? Bây giờ làm gì có hoạt động gì triển khai được đâu mà đi vay. Quan trọng là phải giảm lãi vay cho những người đã từng vay rồi. Thì chính phủ Việt Nam đã làm cái đấy rồi về chính sách tiền tệ. Còn riêng chính sách tài khóa, đúng không? Đó là cái đầu tư công và đưa tiền cho người dân, thì hiện tại cái đưa tiền nó chỉ ở mức là hỗ trợ người nghèo thôi và khó khăn vì mất việc. Còn hỗ trợ doanh nghiệp thì vẫn chưa thấy một cái động thái rõ ràng, chẳng hạn như là hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho người lao động, người lao động, đúng không? Cái đấy chúng ta cũng chưa thấy. Như ở Mỹ thì có những chính sách như vậy, Việt Nam thì rất khó, đúng không ạ? Tại vì kinh tế thì kinh tế ngầm nó quá nhiều, để mà kinh tế ngầm thì lại ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh, đúng không? Chẳng hạn như buôn bán nhỏ lẻ rồi những cái cửa hàng kinh doanh thuê những cái nhân công ở tỉnh, đúng không? Còn không đăng ký tạm trú cơ thì rất khó để mà hỗ trợ theo như kiểu ở Mỹ và châu Âu như vậy. Do đó thì vẫn chỉ dừng lại ở việc là hỗ trợ người dân thôi, đúng không? Giảm thuế các thứ thì vẫn chưa thấy. Thì việc đầu tư công thì mình nghĩ có vẻ là sáng cửa nhất để mà đẩy kinh tế. Nói mọi người ở đây để kỳ vọng thôi, đúng không? Để chúng ta chọn lựa cổ phiếu và tìm một cái đường hướng rõ ràng cho mình ở cuối năm, chứ không phải là chúng ta lao vào chúng ta mua luôn hết đầu tư công, đúng không? Đợt vừa rồi thì thị trường nó đã phản ứng như vậy. Tức là dòng tiền tiền mặt thì rất nhiều, và khiến cho dòng tiền khi mà đẩy vào đầu 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 cơ trên cái thị trường chứng khoán thì khiến cho những dòng cổ phiếu tăng đến 40-50% chỉ trong vòng 2 đến 3 tuần, đúng không? Rất nhiều dòng, cái lượng đầu cơ nó quá lớn,
khiến cho mà bây giờ như mình cũng chia sẻ là dòng tiền nó bị cục bộ, tức là bị ngưng lại ở nền kinh tế, đúng không? Không triển khai được dự án, không đầu tư bất động sản được, thì họ đổ vào chứng khoán, coi như là một kênh duy nhất ngoài ngoài Bitcoin ra, đúng không? Thì chứng khoán là một kênh chính thức, có thể nói là duy nhất để mà đổ tiền vào trong cái giai đoạn online như này, đúng không? Đầu tư bất động sản thì cũng rất khó để online. Thì đấy là khiến cái phiên giảm vừa rồi thì thực sự là nó chỉ là một cái việc mà đầu tư đầu cơ nó quá 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 mạnh, đúng không? Thì khiến cho điều chỉnh trong thời gian vừa qua. Còn những cái chính sách hỗ trợ và kỳ vọng đầu tư công thì mình nghĩ là vẫn như vậy, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục pick những cổ phiếu để đón những cái chính sách hỗ trợ như này và cái triển vọng đầu tư cuối năm. Ok, review một chút về cái PE, đúng không? Một cái định giá của thị trường. Thì hiện tại thì các doanh nghiệp cũng ra gần như là hết rồi, không còn doanh nghiệp nào chưa ra báo cáo tài chính. Thống kê toàn thị trường cũng tăng đến 81% lợi nhuận so với cùng kỳ, con số cực kỳ khủng. Quý 3 thì có thể sẽ không được cao nữa, thì vì thực tế năm ngoái cái nền nó cũng cao rồi, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là hai quý cuối năm những cái doanh nghiệp trên sàn thì có thể là cái lợi nhuận vẫn có thể không bị âm đâu, sẽ không bị âm đâu, có thể vẫn sẽ giữ được tăng trưởng đấy. Tại vì ngân hàng thì được giãn nợ, còn rất nhiều ngành kinh tế lớn như ở bất động sản thì cũng bàn giao nhiều. Bây giờ quan trọng là dịch bệnh đỡ đi để bàn giao được. Rồi những cái ngành như thép xuất khẩu thì vẫn tốt. Thì mình nghĩ là index thì bây giờ PE kể cả forward năm nay hay là hiện tại thì nó đều không đắt không rẻ, tức là ở mức trung tính, đúng không? Trung tính. Do đó mà cái rủi ro giảm sâu theo theo ý kiến của TV tích cơ bản, giảm sâu hay là một cái uptrend mạnh trong ngắn hạn quý ba này thì mình nghĩ là chưa, chắc là chưa đâu, đúng không? Kể cả chính sách thì cũng chưa thể đẩy mạnh ra được, chắc phải quý 4 thì đẩy mới có tác dụng nhiều hơn. Còn năm sau thì vẫn là triển vọng index vẫn cực kỳ tốt thôi, đúng không? Năm sau thì lợi nhuận ít nhất cũng phải tăng 20-30% nếu mà cái vaccine tiến độ nó ok. Thì cái ok chốt lại là index thì định giá nó vẫn không có không đắt không rẻ, và quan trọng là chúng ta vẫn phải đi pick và chọn lựa riêng những cái cổ phiếu thôi. Ok, cuối cùng thì cái cập nhật vĩ mô thì mình có cập nhật qua một chút về giá hàng hóa. Thì mọi người để ý là một số cái loại hàng hóa thì vẫn là neo đỉnh, như kiểu giá than này, đúng không, giá đồng vân vân. Tuy nhiên thì rất nhiều hàng hóa khác thì đang có dấu hiệu giảm khá mạnh, đúng không? Như kiểu dầu này, giá dầu thì giảm mạnh. Thì thực ra giá dầu giảm một phần lo ngại đến từ việc là dịch bệnh thì vẫn căng thẳng ở một số nền kinh tế châu Á, đúng không? Mỹ và châu Âu thì cũng có thể hơi hơi siết lại một chút. Thực tế thì mình nghĩ là cũng hơi khó để họ siết, nhưng mà cũng có siết lại một chút. Và quan trọng thì chắc là mình nghĩ là cái vấn đề ở đây là Trung Quốc, ở Mỹ thì đang kỳ vọng là Biden lên thì ông ấy sẽ siết lại, không cho khai thác dầu đảo phiến nhiều nữa, đúng không? Không phát triển ngành dầu khí ở Mỹ nhiều, chủ yếu năng lượng tái tạo thôi. Tuy nhiên thì thống kê thì ở Mỹ và Canada thì cái số lượng mà thăm dò khoan thì đang tăng khá mạnh, tức là tăng so với cùng kỳ năm ngoái đâu đấy cũng phải tăng hơn 100%. Và sản lượng hàng ngày cũng như là cái sản lượng tiềm năng thì cũng đang tăng, chưa kể là mấy cái nước Iran rồi OPEC họ có cam kết giữ sản lượng hay không thì cũng là vấn đề, đúng không? Thì đây là những cái yếu tố khiến giá dầu không thể tăng được và đang có điều chỉnh khá mạnh. Thì chúng ta sẽ theo dõi thời gian tới. Thì thực ra giá dầu mình nghĩ là chắc cũng chỉ loanh quanh tầm độ 50-60 thôi, cũng rất khó để tăng mạnh trong thời điểm hiện tại. Còn giá thép, đúng không? Giá thép thì có điều chỉnh trở lại. Thì hiện tại giá thép như mình cũng có chia sẻ là nếu mà giá thép điều chỉnh thì giá quặng sẽ giảm nhiều hơn do Trung Quốc cắt sản lượng. Và thực tế thì nó lại đi về cái trường hợp là giảm thật, đúng không? Giảm thật. Tức là giá thép thì điều chỉnh nhưng giá quặng thì rơi, phải nói lao dốc cực kỳ kinh, đúng không? Chúng ta để ý một cái chart giá quặng mà nó rơi từ 220 về còn 140, cực kỳ khủng khiếp, tức là mất hết đà tăng của 2021 và đang còn về cái mức mà cuối 3 của năm ngoái cơ. Thì ok là tốt cho Hòa Phát thôi, đúng không? Tốt cho Hòa Phát thôi. Còn các doanh nghiệp thép khác thì lại hơi tiêu cực hơn một xíu, đúng không? Hơi tiêu cực hơn một xíu. Tại vì giá đầu ra nó giảm. Thì như TPI có pick, tại sao TPI có bảo là Hòa Phát sẽ tốt nhất cho việc trung hạn? Tại vì nó ít rủi ro về mặt cái giá thép trong thời điểm hiện tại nhất, đúng không? Giá thép điều chỉnh, giá quặng điều chỉnh nhiều hơn. Thì đấy là vấn đề. Còn một số giá khác ở Trung Quốc như kiểu là giá phốt pho thì mình nghĩ vẫn ổn định thôi, vẫn ở cao, vẫn ở mức cao, đúng không ạ? Còn chẳng hạn như là trái phiếu chính phủ Việt Nam thì ở đây mọi người trái phiếu 5 năm nó chưa đến 1%, tức là cái lợi suất nếu mà đầu tư vào trái phiếu chính phủ Việt Nam, đúng không? Bây giờ gửi ngân hàng được 4%, nhưng mà bây giờ đi và mua trái phiếu chính phủ Việt Nam mới chỉ còn dưới 1% thôi. Tức là trái phiếu hiện tại, trái phiếu chính phủ đang là kênh rất thiếu nguồn cung, đúng không?
cho thấy một cái dư địa để mà chúng ta đẩy mạnh những chính sách vĩ mô cực kỳ nhiều. Tại vì bây giờ cũng chưa cần dùng đến những kênh huy động như này, đúng không? Mà bây giờ ngân sách nó còn dư thừa 100.000 tỷ, tức là thặng dư từ đầu năm. Nói chung là cái ngân sách thì nó đang quá dồi dào. Cơ bản là chính sách thì vẫn chưa đẩy ra được, nhất là cái đầu tư công. Thì chúng ta sẽ kỳ vọng đầu tư công, đúng không ạ? Hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thì vẫn đang triển khai được những cái dự án đầu tư công trong cái dịch bệnh. Còn dịch bệnh thì mình nghĩ nếu mà có những cái biện pháp tốt thì triển khai nó sẽ dễ dàng hơn nhiều là trong hết dịch bệnh, đúng không? Và vận chuyển mấy nguyên vật liệu để làm thì nó dễ dàng hơn, chứ bình thường tắc đường thì chỉ thi công được đêm thôi. Ok, thì đấy là những cái review của mình về thị trường và góc nhìn. Thì không biết là anh Hùng có đánh giá gì về thị trường trong thời điểm hiện tại cho mọi người dưới góc nhìn của anh Hùng. Ok, cảm ơn Tuấn Minh chia sẻ rất đầy đủ, khá chi tiết cho tất cả mọi người update từ vĩ mô, từ cả những sự kiện lớn trong tuần tới. Thì Tuấn Minh vừa cũng nêu ra một vài cái đặc điểm, như mọi người chắc nhớ cái biểu đồ PIP của Tuấn Minh mới gửi cho mọi người, thì mọi người cũng có thể thấy một điều đặc biệt là trong hai lần mà thị trường tạo đáy ngắn hạn năm 2021 vào tháng 2 và tháng vừa rồi là chúng ta có một đợt tháng 7, thì PE của thị trường chứng khoán Việt Nam nó về đâu đó khoảng 16 đến 16,3, đúng không? Như biểu đồ anh nhìn của Tuấn Minh là 16, 16,3. Mà bây giờ khi VN Index giảm vào ngày thứ 6 vừa rồi thì PE nó cũng về tầm đó. Tức là nó không đắt không rẻ, nhưng mà có một điều khá đặc biệt một chút, đó là chúng ta cũng đừng quên rằng là thị trường nó đã hai lần nó về cái vùng này rồi. Tức là nó cũng hai lần mà thị trường nó về PE định giá thị trường ấy, thì nó về vùng này rồi, đúng không? Và nếu mà tính từ trend ngắn hạn thì chỉ cần một, vậy thì nếu mà thị trường chỉ cần rơi tiếp thêm ở đâu đó tầm khoảng, nghĩ là tầm khoảng 1-2% thì thị trường, tức là PE nó lại giảm tiếp về với khoảng dưới 16, thì mình nghĩ là đấy cũng là mức định giá. Và tức là chúng ta đang nói câu chuyện là tức là nếu mà là một người đầu tư thuần cơ bản thì người ta cũng thấy rằng trong năm 2021 thì hai lần điều chỉnh đều về cái PE đó. Vậy thì thị trường trong ở thời điểm hiện tại, nếu mà tuần sau với mức định giá như này thì mọi người sẽ biết rằng cái dòng tiền nó sẽ có thể nó sẽ lại quay trở lại. Và đó là lý do vì sao mọi người thấy cái phiên ngày thứ 6 nó lại có thể một cái thanh khoản lớn kỷ lục như vậy, đúng không? Và một cái thông tin trước khi nói về thị trường tiếp, cũng nói một cái thông tin nữa là Tuấn Minh vừa chia sẻ mọi người ấy, thì bà Harris bà có sang thăm Đông Nam Á, đúng không? Bà đang ở Sing thì sẽ thăm Việt Nam. Thì chúng ta cũng phải chia sẻ rằng là tất nhiên thì phó tổng thống thì sẽ không thể được như tổng thống được, nhưng mà trong một năm mà có khá nhiều dịch bệnh đang hoành hành, và chúng ta cũng rất tất nhiên là ông Biden mà ông đi sang Việt Nam thì có vẻ là bất ngờ quá, nhưng mà tạm thời chúng ta cứ coi đấy là một cái thông tin tích cực đi. Thì phải chia sẻ mọi người rằng ông Donald Trump thì ông sang Việt Nam hai lần. Tất nhiên thì một lần thì ông sang nhờ, mọi người đã biết đúng không, một lần ông sang nhờ việc ký hiệp định Triều Tiên, đúng không, Mỹ và Triều Tiên. Nhưng ngày đó thì ông nhớ là cuối cùng ký thì không ký, tuy nhiên ông Việt Nam thì trên thị trường đã lăn rơi đột phát. Ông nhớ ngày hôm đó đâu đó khoảng ngày 26 ngày 28 năm 2019, nếu ai mà đầu tư chứng khoán là thời điểm đó. Thì không nhớ là sau khi giảm cái phiên đấy thì về sau anh em Việt Nam ở cuối cùng đã không được gì, tự nhiên đi sang lại rơi bột phát, mà chả hiểu vì sao mình lại rơi. Đây ngày 28 này, sau khi mà hai ông ấy ký hiệp định xong mà không thành công. Ông rất nhớ ngày hôm đó, tại vì anh em chứng khoán cuối cùng bảo là chờ mãi ông ấy sang. Cuối cùng ông sang thì ông chẳng ký được cái hiệp định nào, ông Mỹ ông Triều chẳng ký được cái gì. Tự nhiên index rơi 2,5% và anh em bán rầm rầm, và lúc ấy bán xong chẳng hiểu vì sao bạn. Đó, và sau đó thì tiền lại lên một mạch. Đấy, đấy là một lần ông Trump ông sang. Lần nữa là ông sang cái hội nghị APEC năm 2017 vào đâu đó mà nhớ là tháng 11, đúng không? Tháng 11 của năm 2017. Thì năm đó cũng là năm mà thị trường thì cũng khá tích cực. Đây hội nghị APEC, và sau đó thị trường cũng có một cái giai đoạn khá là thăng hoa. Và còn năm của Obama, đây Obama đây Hùng nhìn là năm 2016, thì chúng ta có thể thấy rằng thị trường ngày đó thì ông sang khoảng tháng 5 thì thị trường cũng phản ứng ít nhất là gọi là cũng không tiêu cực, đúng không? Sau thị trường đang điều chỉnh thì khi mà ông ấy sang thì sau một giai đoạn điều chỉnh thị trường lại đi lên. Và sau đấy đến sự kiện Brexit. Còn năm 2006 thì có lẽ ai đầu tư chứng khoán thời điểm đó thì có lẽ rất rất thầm cảm ơn ông Booth, vì ông Booth ông sang thì ông ấy người ta gọi là đem theo một bao hàng bao tải tiền đấy, đúng không? Hàng bao tải tiền, và gần như chứng khoán Việt Nam ngày đó là tăng hơn gấp đôi. Ai mà đầu tư chứng khoán thời điểm đấy là cũng nhớ là những người Anh là rất là vui, vì lần đấy sau đợt đấy là chỉ ước ông tổng thống Mỹ ông qua, thì người ta đồn là mang theo bao tải tiền. Ở cái thời đấy là thời mà nhà nhà chơi chứng khoán ấy, bà uống nước và trà đá các thứ là cũng chơi chứng khoán hết, và thời thị trường tăng rất là mạnh. Thì nói thế để quay trở lại câu chuyện, tất nhiên thì Hùng đã nói từ đầu là phó tổng thống thì sẽ không thể được như tổng thống,
Nhưng trong một năm dịch bệnh mà khi bà Harris bà vẫn chọn Đông Nam Á để bà sang thăm, thì tôi nghĩ đấy cũng là một dấu hiệu tương đối là tích cực, với một gọi là cũng có thể coi là một cánh tay đắc lực của ông Biden. Thì tôi nghĩ đấy cũng sẽ là một cái thông tin hỗ trợ khá tốt, tại vì khi mà một phó tổng thống của Mỹ sang, thì tôi nghĩ chắc là như Tuấn Minh vừa chia sẻ mọi người ấy, thì sẽ có nhiều hiệp định và nhiều cái ưu tiên, và tôi nghĩ trước mắt sẽ chính là cái việc xử lý cho vấn đề vaccine ở Việt Nam. Và chắc chắn là những liều vaccine ở Việt Nam sẽ sớm về, và chúng ta có thể sẽ đạt được cái miễn dịch cộng đồng đâu đó khoảng 70%, đó ông hy vọng là sẽ đạt trong năm nay. Và khi bà đấy chọn sang Việt Nam, tôi nghĩ đấy sẽ là một cái tương đối là tích cực, và cũng sẽ, tại vì khi mà đi thì sẽ mang theo khá nhiều doanh nghiệp, thì tôi nghĩ đấy cũng sẽ là khá nhiều những cái điều mà nó sẽ ký kết trong thời gian tới. Tôi hy vọng chúng ta sẽ chờ đón cái sự tích cực, tại vì không phải ngẫu nhiên mà chọn thị trường Đông Nam Á, mới chia sẻ là như vậy. Thì quay trở lại thị trường, thì có lẽ cái phiên cuối tuần thì là một phiên khối lượng lớn nhất từ trước đến nay, đúng không? Thì mọi người cũng đều biết, Hùng vừa chia sẻ mọi người rồi. Thì cái PE thị trường nó về vùng này, và quan điểm Hùng rằng là thực ra thì mọi người biết rồi đúng không? Buổi sáng thì dâm gian câu chuyện là Sài Gòn cách ly và anh em 2 tuần không được ra khỏi nhà, đúng không? Và chịu luôn, và thậm chí còn đồn những siêu thị các thứ nó đóng cửa hết. Và bộ đội vào đăng hết ảnh bộ đội chạy khắp phố, các xe tăng, xe tiếc, đúng không? Anh em nghĩ là thời chiến tranh gọi là cũng rất là kinh khủng, và ai cũng rất là sợ. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà cuối tuần ra xong, thì chúng ta thấy rằng cái việc dịch bệnh thì nó ảnh hưởng là đương ngắn hạn thì chắc là nó ảnh hưởng, nhưng mà chúng ta vẫn thấy câu chuyện rằng là bản chất thì bộ đội cũng chỉ giúp cho mọi người đi chợ thôi, đúng không? Một tuần một lần, và nghĩ rằng những siêu thị thì họ vẫn tăng cường để phục vụ cho, ví dụ vừa rồi nghe thời sự đấy, chúng ta đều biết là họ sẽ tăng cường để phục vụ đầy đủ cho nhu yếu phẩm người dân. Cũng nghĩ là về cái dịch bệnh thì là điều tốt nhất, nhưng mà về cái mức độ ảnh hưởng thì Hùng nghĩ rằng nó đang có một cái có thể coi nó sẽ tích cực hơn ở chỗ là dòng vốn sẽ lại tiếp tục quay trở lại vào chứng khoán. Tại vì như tất cả mọi người đã biết rồi, Tuấn Minh vừa chia sẻ mọi người ấy, tại vì trong một cái nền kinh tế như thế này thì doanh nghiệp mà không biết làm ăn được thì chắc chắn là lượng tiền của họ thì những chủ doanh nghiệp thì họ cũng phải nuôi công nhân của mình, nó vẫn phải trả lương cho cái nhân viên, những phòng tài chính, tất cả mọi thứ. Và Hùng tin rằng những doanh nghiệp thì bắt đầu, mọi người thấy cái quý 2 vừa rồi thì bắt đầu đến nhiều cái những câu chuyện là vốn của những doanh nghiệp bắt đầu đi đầu tư tài chính, hoặc là thậm chí kể cả đỡ giá cổ phiếu rất rất nhiều. Đúng, Hùng nghĩ đấy sẽ là một cái động lực, và Hùng đang đánh giá rằng với một phiên rơi ngày thứ 6 mà khối lượng nó lớn kỷ lục, thì Hùng lại đang nghĩ về một hướng nó hơi tích cực hơn một chút. Tức là nếu mà phải chọn tích cực hay tiêu cực thì có lẽ mình sẽ nghĩ rằng cái hướng tích cực nó sẽ là nhiều hơn cho những ai mà đang cầm vị thế tiền mặt, và trong cả một cái chen này mà cũng chưa giải ngân được tí gì, đúng không? Nếu tại vì ông nghĩ rằng rất nhiều người trong cả cái chen này sẽ rất khó để giải ngân, tại vì một sóng mà chỉ có mid cap đánh và lên một mạch gần như tất cả cổ phiếu mid cap về bất động sản, về đầu tư công, mọi người có thể xem lại đồ thị, thậm chí là cả những dệt may, những phân bón, thì gần như cả một cái chen này thì không chỉnh, họ nó đi rất một mạch, nó đi gần như là tăng một mạch. Hay chia sẻ với anh chị là thực sự pick rất là khó, tại vì khi mà cổ phiếu nó cứ lên một mạch, nó không có điểm để rũ bỏ, thì cuối cùng thị trường nó lại rũ bỏ theo cách mà không ai ngờ đến nhất. Đó là dựa vào cái tin dịch bệnh một cách rất là gọi là một cái phản ứng mang tính gọi là bầy đàn ấy, đúng không? Một cái thông tin đưa ra và tự nhiên chúng ta cứ bán theo nhau rồi bán rầm rầm, và gần như là cái số lượng lệnh mọi người hôm qua trong live stream muốn chia sẻ mọi người, số lượng lệnh đạt mức kỷ lục. Thì Hùng nghĩ rằng Hùng đang hơi nghiêng về hướng tích cực hơn một chút, tức là thị trường có thể nó sẽ phục hồi, thậm chí mọi người cũng sẽ đừng, tất nhiên thì hôm nay thì có một điều đặc biệt, mình thấy chẳng ai nói với mình Hùng ơi mai thị trường có xanh được không, nhưng mà thực ra Hùng nghĩ rằng mọi người cũng đừng loại bỏ kịch bản đó, vì thị trường hoàn toàn nó có thể diễn biến theo hướng bất ngờ nhất và không ai có thể lường trước được. Và nhất là nếu ai cầm tiền thì quan điểm của Hùng rằng ngày mai sẽ là một cái cơ hội, Hùng nghĩ rằng tương đối là tốt cho mọi người, ở điểm rằng khi mà thị trường nó đã về cái vùng PE định giá cân bằng của năm 2021, cái PE cân bằng là một cái rất quan trọng trong cái việc mà mọi người đầu tư cổ phiếu nhé, nó rất là quan trọng. Và cái thứ hai đó là việc thị trường nó vẫn đang nằm trên cái hỗ trợ, và VN-Index thậm chí nó chỉ giảm quá MA20 là mỗi đường hỗ trợ trong một cái xu hướng tăng của VN-Index, nó chỉ giảm quá khoảng vài ba điểm, Hùng nghĩ là không đáng kể. Và nếu mọi người bỏ cái việc tạo gap vào ngày thứ năm thì thực sự index nó không tồi tệ như mọi người nghĩ vào cái ngày thứ 6 đâu, tại vì nếu mọi người trừ đi đâu đó khoảng 13 điểm nó được tạo ra bởi ATC ngày hôm trước ấy, thì bản chất thị trường nó cũng không đến mức tệ, nó cũng chỉ giảm đâu đó tầm khoảng từ 60, tức là nó cũng chỉ giảm khoảng 30 điểm, và nó rút chân được, chúng ta có thể thấy rằng nó rút chân được
từ khoảng 12, 13 điểm, tức là giảm 30 điểm mà rút chân được 13 điểm thì nó cũng là một con số rút chân đồng nghĩa không phải là quá tệ. Và đặc điểm ngày thứ 6 chúng ta có thể thấy rằng gần như không có một blue chip nào bị dư sàn. Đấy là một sự khác biệt rất lớn của những cái đợt mà thị trường sập. Mà có thể xem những đợt thị trường sập thì khi mà thị trường sập mạnh thì mà bung khối lượng thì chắc chắn blue chip thì sẽ sàn và một nước rất khốc liệt, và ông đang hơi nghiêng về kịch bản tích cực, và tức là có thể nó sẽ giống cái đợt ngày 8 tháng 2 với một phiên khối lượng lớn và mang tính rũ bỏ rất mạnh trong cả một cái đường lên vừa rồi. Thì tôi nghĩ đấy sẽ là một cái mà quan điểm của cá nhân Hùng, tôi nghĩ là nếu ai cầm tiền thì mọi người nên theo dõi thị trường ở thời điểm này. Tất nhiên thì còn nếu những ai cầm cổ phiếu thì mọi người sẽ phải tùy tỷ trọng của mọi người để mọi người quyết định cái chiến lược mọi người giao dịch, tôi nghĩ là như vậy. Thì nhưng mà Hùng đánh giá là cái phiên ngày mai sẽ là phiên tương đối quan trọng, và nếu thị trường nó tiếp tục rút chân thì đấy sẽ là một cái có thể nó sẽ là một nhịp tăng tiếp theo của VN-Index, và cái cơ hội cho những người cầm tiền mà chưa giải ngân trong thời gian vừa qua thì sẽ là ở ngày mai. Thì đấy sẽ là một cái, tại vì quan điểm Hùng thì về bản chất nếu mà thị trường rơi ấy, nếu ai mà học khóa học của TVI hoặc ai mà đồng hành TVI lâu mà biết là cái nguyên tắc nếu một phiên bung von rơi ấy, bung von kỷ lục ấy, thì kể cả hôm sau rơi mọi người bắt được ngày hôm đấy thì chắc chắn cái việc hàng về nó sẽ hồi cho mọi người. Tại vì những phiên kỷ lục thì nó không bao giờ có thể chết luôn được. Đấy mọi người nhớ một điều đấy. Tại vì những phiên von kỷ lục thì nó rất khó để chết luôn được. Mọi người biết là thậm chí ở cả những người mua ở ngày kỷ lục này, ngày lớn như này và hàng về, mọi người kể cả nó rơi tiếp thì mọi người vẫn có thể bán được ở đầu phiên giao dịch. Mà đấy là một lần rất hiếm luôn đấy. Đúng không? Và đấy là một lần mà index ở đỉnh. Đấy, còn những lần mà index mà kiểu cứ sideways là mọi người biết là những phiên khối lượng lớn thì mọi người về, ví dụ đợt này cả thị trường ở đỉnh ý nữa thì mọi người biết là hàng về mọi người vẫn bán được thoải mái. Đúng không? Thì những phiên mà kiểu khối lượng lớn đấy thì tôi nghĩ rằng đấy sẽ là một cái câu chuyện để mọi người có thể đặt hai viên đấy cả đấy. Đấy là quan điểm của cá nhân anh, đúng không ạ? Đấy, thì anh nghĩ là đấy sẽ là một cái mà mọi người cũng sẽ lưu ý nha. Cảm ơn anh Hùng về góc nhìn. Thực ra về thị trường thì mình nghĩ là cơ hội, thực ra là bây giờ mà TVI view về mặt cuối năm và năm sau thì thực tế là rất nhiều cổ phiếu có tiềm năng cực kỳ lớn, nói nhiều rất nhiều, nhưng mà quan trọng là ngắn hạn thì câu chuyện là vẫn đang bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề về thông tin, về mặt dòng tiền, đúng không? Thông tin thì rõ ràng rồi, vâng, từ một cái việc mà chúng ta nghĩ rằng dịch bệnh có thể kiểm soát trong cái tháng 9 này, đúng không? Có thể kiểm soát trong tháng 9 này, trong tháng 8, thì bây giờ câu chuyện nó lại xấu hơn ở mặt tâm lý, tức là xấu hơn một chút ở mặt tâm lý, đó là chả biết bao giờ thì cái giãn cách xã hội thì nó mới chấm dứt và các cái điều kiện kinh tế nó được trở lại bình thường, đúng không? Thế bây giờ chúng ta không thể nào xác định được khi nào. Trước đây chúng ta sẽ kỳ vọng là đỉnh dịch cái lúc mà số ca nhiễm tầm 8-9 ngàn phải, đúng không? Có những kỳ vọng như vậy và dòng tiền nó vào thị trường tự tin hơn. Thì bây giờ câu chuyện là cái tâm lý hiện tại đó là không biết bao giờ dịch nó mới kết thúc, đúng không? Và mình nghĩ là vẫn sẽ tác động đến tâm lý của mọi người thôi. Tuy nhiên thì cái việc mà thị trường định giá đang ở mức gọi là trung bình, đúng không? Trung bình, và cái tiềm năng tăng trưởng ở tương lai nó vẫn khá là ok. Thì mình nghĩ rằng cái vấn đề là thị trường giảm sâu thì đang không nghiêng về đó nhiều lắm. Thì do đó mà những cái cổ phiếu mà TVI cho rằng chất lượng tốt, đúng không? Có thể view về trung hạn ổn thì chúng ta có thể thiết lập những cái vị thế để cho vững chắc tài khoản, đúng không ạ? Sau đấy thì thị trường có tăng thì chúng ta vẫn có những cái biện pháp để chúng ta lướt lát, và chúng ta có hàng sẵn chúng ta sẽ tự tin hơn khi mà chúng ta có những vị thế tốt như vậy. Thì ok, hôm nay thì sẽ review lại cho mọi người tiếp tục, đúng không? Chúng ta sẽ đi một loạt những cái ngành mà rất nhiều người quan tâm, sau đó sẽ trả lời câu hỏi của mọi người. Thì sẽ đi các ngành trước thì mọi người sẽ dễ theo dõi hơn, kể cả những ai xem lại. Ok, thì đầu tiên nó hiện luôn thì mình sẽ review luôn ngành thép đi, đúng không? Tại vì Minh và TVI cho rằng ngành thép thì nó vẫn sẽ còn cơ hội trong quý 3 và quý 4, ngay cả năm sau thôi, ngay cả năm sau thì vẫn có thể hòa phát, vẫn có thể tăng trưởng được, thì sẽ theo dõi. Tuy nhiên quý 3, quý 4 thì mình đang thấy một cái xu hướng của ngành thép thì nó vẫn khá là ok. Thì ok, ngành thép thì câu chuyện thì vẫn là Trung Quốc thì người ta cắt sản lượng, đúng không? Bây giờ thì vẫn chưa thấy một cái động thái cắt nó rõ ràng, bắt đầu thấy manh nha thôi, nhưng mà giá quặng thì đã giảm cực kỳ sốc rồi, đúng không? 220 về còn có 140 thì đâu đấy phải giảm tầm hơn 30%, đúng không? Và giảm hết cả nhịp tăng 2021 còn âm rồi cơ từ đầu năm, đúng không? Giá than thì vẫn tăng, giá thép ở trong nước thì duy trì, thì mình nghĩ là đâu đấy thì có thể dự báo cái quý 3, nếu mà dự báo cái quý 3 này thì có thể biên gộp của Hòa Phát, đúng không? Biên gộp của Hòa Phát quý 2 đang là 33%, đúng không? Thì quý 3 có thể giảm một chút, mình nghĩ là giảm, tại vì giá quặng và giá than nó lên mà, ít nhiều thì không mới chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên thì cái sản lượng và giá bán vẫn ở mức tốt, thì mình nghĩ là cái lợi nhuận vẫn sẽ ít nhất phải bằng quý 1 hoặc hơn. Thì cả năm nay thì vẫn đang giữ Hòa Phát ở một cái xác suất cao nhất
đó là khoảng 3 đến 35 nghìn tỷ. Tức là đâu đấy thì cái PE nó chỉ ở mức tầm độ 6 đến 7 lần thôi. Và mức đấy thì mình nghĩ là khá ok. Chưa kể là cuối năm thì cũng khá nhiều tin tức tốt với Bảo Phát, thì mình nghĩ chẳng hạn những cái dự án chế biến sâu, đúng không? Cái dự án ống thép mới mà đang xin rất to, đầu tư hai mấy nghìn tỷ. Xong rồi thì mấy cái vỏ container vân vân. Rồi chế biến sâu cái HRC, bây giờ HRC là bán thô, tức là bán cho các doanh nghiệp sản xuất tôn thép khác. Thì mình nghĩ là Hòa Phát sẽ đẩy mạnh những cái sản phẩm sau đấy. Tại vì những sản phẩm sau đó thì giá trị gia tăng nó sẽ cao hơn nhiều, đúng không? Từ HRC chúng ta sẽ sản xuất được ống thép này, tôn này, những cái vỏ máy, cái vỏ máy ấy. Còn thép thanh bình thường trước đây mà Hòa Phát sản xuất nó chỉ làm thép xây dựng rồi thép rút dây thôi. Còn cái thép HRC là một cái công nghệ nó cao hơn và ứng dụng nhiều hơn trong công nghiệp cũng như là những cái sản phẩm khác về thép. Thì đấy là cái triển vọng của Hòa Phát. Thì đây cũng là cổ phiếu mà TVI cho rằng khá là ok. Nếu là những cái tài khoản lớn và một số anh chị mà muốn tài khoản có những cái vị thế ổn định thì có thể tham khảo Hòa Phát. Còn những cổ phiếu như kiểu Nam Kim và SMC thì nó nhạy cảm hơn về giá thép, đúng không? Nhạy cảm hơn. Nhất là Nam Kim thì xuất khẩu nhiều, SMC thì thương mại là chính, đúng không? Đầu cơ đồn kho cũng nhiều, thì nó sẽ nhạy cảm hơn giá thép. Chúng ta sẽ phải theo dõi kỹ. Thì những tài khoản nhỏ thì cũng có thể tiếp tục theo dõi những cổ phiếu này. Tuy nhiên thì xét về độ ổn định thì mình nghĩ là Hòa Phát vẫn ok nhất. Thì ok, ngành thép thì không biết anh Hùng đánh giá ra sao. Ừ, anh hỏi Tuấn Vinh thêm một cái, anh thấy mọi người cũng hay quan tâm, ví dụ như bây giờ giá than nó giảm khoảng nửa, với lại giá thì em và giá thép nó giảm theo, thì em đánh giá Hòa Phát nào? Tại vì anh thấy là quý 2 rồi Hòa Phát là hàng tồn kho lên đến 40.000 tỷ, và anh thấy quý 1 là khoảng 28.000 và quý 2 lên đến khoảng 40.000 tỷ, thì em có đánh giá gì về kết quả doanh Hòa Phát trong thời gian tới, và cái tình hình giá thép ở Việt Nam thì nó sẽ đem lại cái lợi nhuận của Phát như thế nào, thì em thử đánh giá cho mọi người xem. Thực ra về góc nhìn về giá thép thì như em thì đang view là bây giờ thì giá thép Trung Quốc thì vẫn đang cao hơn Việt Nam. Thực ra là bây giờ vừa rồi thì điều chỉnh khá mạnh thì cũng cao hơn, nó gọi là không quá nhiều. Trong nước bây giờ là hơn 16.000, thì Trung Quốc bây giờ khoảng tầm 17-18. HRC thì khoảng 18-19 một cân. Thì về góc nhìn giá thép thì thực tế là để mà giảm thì khá là khó. Giảm thì chắc cũng giảm nhẹ thôi. Tại vì cái xu hướng chung như kiểu ngành giấy rồi vân vân, rất nhiều ngành mà Trung Quốc nó cắt sản lượng để giảm khí thải. Thì cái vấn đề mà giá thép nó giảm nó rất khó. Trung Quốc bây giờ không chấp nhận là công sở thế giới nữa rồi. Họ đẩy cái những cái ngành ô nhiễm sang các nước khác. Họ chấp nhận đẩy. Tại vì bây giờ tiềm lực trong nước cực kỳ mạnh, đúng không? Tiềm lực cực kỳ mạnh. Nhất là chính phủ bây giờ thì lại đang có rất nhiều những cái biện pháp để mà áp những cái tầng lớp thu nhập giàu, phân phối lại thu nhập cho những người nghèo. Thì đấy cũng là những cái biện pháp rất lớn. Chính phủ Trung Quốc muốn thay đổi cái cục diện của, phải nói, toàn thế giới. Còn về mặt nhận định về giá thép và giá than thì thực ra là giá than thì vẫn đang ở mức cao, tăng rất nhiều so với đầu năm, thì nó sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của Hòa Phát trong quý 3, và nếu mà tiếp tục thì có thể ảnh hưởng quý 4. Tuy nhiên thì có một cái điểm mà mình sẽ không chắc với mọi người, và ông chả ai chắc được cả, đúng không? Chỉ có mỗi anh Long và bộ phận mua hàng của Hòa Phát biết thôi. Đó là đội riêng về Hòa Phát ấy, thì họ có một cái đội gọi là mua bán hàng hóa, tức là đội hedging ấy, tức là quản trị rủi ro. Thì có những cái năm như 2018 thì họ có thể mua được những cái giá quặng ở mức đáy mà dùng cho cả hơn một năm sau đấy. Tức là một năm sau đấy giá quặng tăng gấp đôi, nhưng mà họ vẫn dùng cái giá quặng giá thấp. Tại vì họ mua sẵn được những cái hợp đồng cực kỳ lớn để hedging rồi. Thì chúng ta sẽ không chắc được cái vấn đề đó. Thì mình chỉ biết là đội Hòa Phát nó rất giỏi, đúng không? Chỉ biết là rất giỏi trong cái việc hedging. Và kể cả giá than tăng gấp đôi thì chưa chắc mà chi phí của Hòa Phát về than nó tăng gấp đôi đâu. Mình nghĩ là thấp hơn nhiều. Tại vì họ là một đối tác cực kỳ lớn rồi. Cái giá than đây giá than chung thôi. Thì thực ra là bây giờ mà giá than giảm, giá thép cũng giảm thì sẽ phải, mình em như em thì sẽ phải là tính toán kỹ, đúng không? Tính toán kỹ mức độ giảm bao nhiêu. Và thực tế thì không thể đoán được, mình chỉ biết là Hòa Phát nó kiểm soát từ xưa đến nay, nó đều là học sinh giỏi, đúng không? Đều là học sinh xuất sắc cả. Và chúng ta sẽ tin là nó là học sinh xuất sắc tiếp, chứ còn ngay kể cả anh Long thì chắc cũng chả giữ được giá than và giá thép đâu. Anh chỉ biết là hedging và làm cho cái lợi nhuận nó tối đa thôi. Thì đấy là góc nhìn của em về tình hình thép. Ok, còn ok, Hùng sẽ tiếp tục cái câu chuyện vừa nãy. Thì một số anh chị hỏi Hùng là nếu mà rủi ro thị trường bây giờ, thì thực ra ở VN Index thì Hùng nghĩ rằng Hùng có view cho mọi người cái hướng tích cực nó đang cao hơn một chút, và tức là đồng nghĩa việc thị trường nó test về đâu đó khoảng 1.300, Hùng nghĩ là ít nhất nó sẽ có một sự nảy lên. Còn sau đó nó như thế nào thì chúng ta sẽ phải đánh giá tiếp, tại vì sau đấy nó có lên được tiếp hay không thì chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào, đặc biệt là phụ thuộc vào cái phiên hàng lớn này về, phụ thuộc vào cái phiên mà VON khoảng hơn cả tỷ cổ phiếu về. Hùng nghĩ là như vậy, chúng ta sẽ phải chờ phiên đó. Nên là trong ngắn hạn thì quan điểm Hùng là sau một phiên lớn ngày thứ 6 ấy, thì với một ngày thứ 2 mà giảm tiếp thì những ai cầm tiền mọi người có thể giải ngân.
Đó, tất nhiên thì trong cái quản trị thì những cái điểm mua kiểu này chúng ta sẽ mua khoảng 30% thôi, và chúng ta sẽ chờ đợi xem cách VN-Index nó sẽ như thế nào. Còn sau đó nha, chúng ta sẽ đánh giá tiếp. Đấy, thì đấy là một cái mọi người có thể lưu ý. Ok, còn về Hòa Phát thì theo quan điểm của cá nhân Hùng thì nghĩ rằng Hòa Phát thì thực ra là Hòa Phát thì nó cũng là một cổ phiếu khỏe ngày thứ 6, nó không phải là quá tệ. Đúng không? Hòa Phát thì nó vẫn nằm trên, tại vì một trend vừa rồi lên khoảng 44 lên khoảng 51, nó mới chỉ chỉnh về khoảng 49 thôi. Tại vì thực ra là hôm trước cũng chia sẻ mọi người là nếu mà lên được 52 nó test ra tạo ra một cái tay cầm nhỏ ở đây thì sẽ đẹp. Thì Hòa Phát nó sẽ có hai hướng, một là đợt rồi nó chạm cái trend line này thì nó sẽ, nếu mà Hòa Phát mà nó gãy ở cái trend line này thì có thể nó sẽ lại test về vùng đâu đó khoảng 47, nhưng mà nghĩ là để nó thủng vùng đó thì sẽ là rất là thấp, và phải chia sẻ mọi người là xác suất là cực kỳ thấp. Đúng không? Tại vì với những gì mà Tuấn Minh có chia sẻ mọi người về cơ bản đấy, người an tâm điều đó. Và một cái thứ hai nữa thì quan điểm Hùng là Hòa Phát thì thậm chí là Hòa Phát thì nếu mai mà nó, nếu ai, tại vì thực ra Hòa Phát thì nó phù hợp với một tài khoản size lớn nhiều hơn và mang cái xu hướng là nắm giữ nhiều hơn, đúng không? Thì Hùng nghĩ rằng mai nếu mà Hòa Phát nếu không có gì thay đổi thì Hòa Phát, tại vì bây giờ cái trend Hòa Phát nó vẫn đang trong một cái nhịp phục hồi mà nó chưa có gì xấu đâu, thì hôm vừa rồi thứ sáu nó test lại cái đường MA 20 ấy, đúng không, cả đường MA 50 nó rút trên, nó đóng cửa đúng ở đấy, thì Hùng nghĩ rằng có thể Hòa Phát thì anh nghĩ là quan điểm của anh thì khả năng là từ giờ đến cuối năm thì nó sẽ phục hồi ít, thì chắc anh nghĩ cũng phải lên được tầm khoảng 52-55 thì nếu mà anh nghĩ là về ở một góc độ dài hơn một tí, thì nghĩ là với Hòa Phát thì cái vùng tích lũy này là một vùng có thể coi là đáy tương đối dài của Hòa Phát ở cái thời điểm hiện tại, nên là anh nghĩ là với quan điểm của anh thì cái vùng này nó đang là hỗ trợ rất mạnh, 48 là hỗ trợ tương đối mạnh Hòa Phát ấy. Thì mọi người cũng không cần quá lo lắng, thậm chí ai tài khoản size lớn thì thậm chí mọi người có thể cân nhắc giải ngân được, tại vì với một phiên bán lớn ngày thứ sáu nó khớp cả 50 triệu mà nó cũng chỉ về được cái vùng này thì nghĩ cũng chưa vấn đề gì lắm. Nhưng tất nhiên thì Hòa Phát thì nó sẽ không phù hợp với những tài khoản size nhỏ, ở chỗ rằng cái dư địa của nó có thể nó sẽ không quá nhiều đâu, nó sẽ đi rất là chậm đấy, tại vì Hòa Phát nó như là một xe lu mà, đúng không? Anh Long bảo thế, tôi nghĩ là như vậy. Chung là đa số blue chip chứ không chỉ ở Hòa Phát đâu, nó thực sự thứ sáu nó về những cái vùng hỗ trợ tương đối là quan trọng, có dòng banh là tệ nhất nhưng mà nó cũng về hỗ trợ rồi đấy, thì đấy là quan điểm của cá nhân Hùng, nên là mọi người có thể lưu ý để theo dõi. Ok, còn về một thép thì thực ra là Hùng nghĩ là nếu mà phải chọn giữa Hoa Sen và Nam Kim thì thực ra là Hùng sẽ hơi thích ông Nam Kim hơn một tí, thực sự là như vậy. Tại vì trong hai cổ phiếu thì có lẽ Nam Kim nó vẫn sẽ được đánh giá cao hơn, tại vì trong thép Hùng có chia sẻ mọi người rồi, Nam Kim là một cổ phiếu đã vượt đỉnh và nó rất khác. VGC thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện một chút, về bất động sản thì chúng ta chưa đánh giá nhé. Nhưng ví dụ Nam Kim thì những tài khoản nhỏ thì nó sẽ phù hợp để lựa chọn Nam Kim hơn. Nên là nếu mà phải chọn giữa Hoa Sen và Nam Kim thì em nghĩ là nên chọn Nam Kim. Đấy là quan điểm của cá nhân em. Còn về hỗ trợ Nam Kim thì em nghĩ là mai khi nó chia thưởng xong thì chắc nó test về cái vùng này nó sẽ bật lên thôi. Nó sẽ bật lên thôi. Hôm vừa rồi là phiên khối lượng quá lớn. Rồi nó test vùng này nó bật lên, nó test lại cái cạnh này. Hôm rồi nó test lại cạnh xong nó nảy lên thì bây giờ nó sẽ test lại lần nữa. Đấy là cái mọi người có thể lưu ý nhá. Đấy là về thép. Mọi người thực ra anh nghĩ là nếu mà bây giờ mình đi qua quá nhiều blue chip thì anh nghĩ là chắc là cũng sẽ khó nhiều có sự đột biến. Tuấn Minh ạ, anh nghĩ là anh đang thấy mọi người muốn hỏi một chút về ngành đường thì em đánh giá như nào, tại vì giá đường trong thời điểm vừa rồi nó tăng tương đối mạnh. Đấy. Em có thể cho mọi người xem cái chart về chút về cổ phiếu ngành đường đi, đúng không? Những SLS này, SBT, LSS đúng không? Đấy những cổ phiếu ngành đường, hoặc là một con gián tiếp như con Vinasoy, QNS cũng được. Tại vì anh thấy hôm nay QNS là nó có đang có thông tin là ở bên dòng Việt nó sẽ vào hội đồng quản trị đấy, thì anh nghĩ là em thử đánh giá qua ngành đường như thế nào. Thực ra thế thì ngành đường thì theo em thì cái giá đường hiện tại thì ở trên thế giới thì đã vượt cái đỉnh gần nhất rồi, và giá đường ở Việt Nam thì vẫn đang ở mức khá cao. Thì như bình thường thì cũng rất khó để thống kê cái giá đường trong nước, thì nó cũng tùy vùng miền với tùy đối tượng khách hàng. Thì vì đường bán buôn khá nhiều, đúng không? Bán chẳng hạn như Vinamilk rồi Kinh Đô thì đấy là những cái người mua buôn khá nhiều. Còn giá đường trong nước thì đâu đấy cái đợt mà đại hội cổ đông của Vinamilk thì cũng chia sẻ giá đường cũng phải tăng trên hơn 50% trong cái giai đoạn mà đầu năm, đúng không? Khi mà Vinamilk họp thì bây giờ chắc là có thể vẫn đang ở mức đó và tăng nhẹ tiếp. Thì thực tế thì giá đường nó vẫn ở mức khá là tích cực, thì những cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đường thì cũng cho thấy một cái sự tích cực khá là tốt, đúng không? Như kiểu là SLS mọi người để ý, đúng không ạ? Cái doanh thu ở mức khá cao, mặc dù doanh thu quý 2 thì so với cùng kỳ thì giảm, nhưng mà biên gồm thì cực kỳ khủng, đúng không? Lên tới 35% trong quý 2 và lợi nhuận thì cũng ở mức 76 tỷ cực kỳ cao. Thì sắp tới thì với giá đường cao như hiện tại thì mình nghĩ là cái ngành đường thì nó vẫn sẽ ra một những cái kết quả kinh doanh cực kỳ tích cực, đúng không? SLS hay cả QNS hay LSS cũng như vậy, mình nghĩ như vậy. Còn SLS thì đang cho cái, theo mình thì đang cho cái định giá nó đang mềm nhất, đúng không? Và cái số cổ phiếu của họ cũng thấp,
quan trọng là cổ phiếu này thì thanh khoản nó hơi ít, đúng không? Rất khó để mà những cái tài khoản xe lớn để mà mua. Còn LSS thì cái định giá thì đang nhìn ở đây thì đang cao, nhưng mà ví dụ những cái giá đường mới phản ánh vào thì có thể định giá nó sẽ giảm bớt đi, nhưng mà thực tế thì để mà EPS của LS mà lên mạnh thì cũng hơi khó đấy, hơi khó, đúng không? Tại vì thực tế thì SLS thì họ thu mua được cái nguyên liệu giá rẻ hơn rất nhiều so với LSS, thì thu mua toàn vùng cao thôi, giá thì rất rẻ mà bán ra thì tốt. Còn SLS là nó có cái nhà máy là được miễn thuế đó đấy, nó có nhà máy miễn thuế vì là vùng cao, vùng sâu vùng xa, vùng sâu vùng xa. QNS thì đối với QNS thì em thấy là cái mảng mà Vinasoy thì nó vẫn đang chiếm chính, do đó mà quý 2 mọi người để ý là cũng không thể tăng quá mạnh được. Nhưng mà sắp tới thì về mặt mảng, về mảng đường thì nó hồi phục thì cũng sẽ giúp một phần cho QNS. Còn Vinasoy thì chắc là cái thị phần của Vinasoy thì em đang thấy là hơi khó để mà tăng trực tiếp, tại vì thị phần nó đến 80% rồi mà đang rất nhiều đối thủ nó nhảy vào. Thì định giá QNS về mặt định giá về ngành thực phẩm, những cái ngành mà thiết yếu thì PE tầm độ 14-15 thì nó cũng không đắt, thực tế là không đắt. Và với câu chuyện ngành đường thì vẫn có thể lên được tiếp, vẫn có thể lên được tiếp. Thì dư địa đâu đấy có thể tầm độ 20% nữa với định giá này của QNS thì ok. Trước đây thì QNS có rất nhiều lo ngại về vấn đề là ba lãnh đạo, đúng không? Tại vì năm nào thì lợi nhuận của họ mới tầm độ 1.000 tỷ, nhưng mà kế hoạch đặt ra toàn có 200-300 thôi. Tại vì đâu đấy thì nghe là những cái KPI và những cái chính sách lương thưởng của QNS thì liên quan mật thiết đến cái việc vượt kế hoạch, thì anh em cũng hơi cao ngại, hơi ngại tưởng giá cao nó rút ruột. Thì anh em hơi ngại và rất nhiều quỹ thì kẹp trên đỉnh QNS rất nhiều và nó rơi. Nhưng mà bây giờ thì không biết là dòng Việt vào thì có thể là một cái làn gió mới gì đấy, có thể là có những cái thỏa thuận nào đấy được đưa ra rồi thì chúng có thể đỡ hơn và trả cổ tức bằng tiền mặt nhiều hơn chẳng hạn. Thì đấy góc nhìn cành đường của em, nói chung là QNS thì ổn, QNS có vẻ là ok nhất về mặt cả thanh khoản và câu chuyện. SLS thì câu chuyện ok nhưng thanh khoản thì hơi kém, thì đấy góc nhìn của em. Nhưng mà em mở cái trạng ngành đường trên đồ thị của em, anh thấy là nó cũng đến đỉnh năm 2017 ấy. Em mở 5 năm ấy là anh nghĩ là nó lên lần là... khá là mạnh. Nhưng mà các một số nước lớn thì mất mùa, nói chung là rất nhiều mặt hàng, kể cả đậu tương vân vân, rồi kể cả nông nghiệp. Thì thực ra theo quan điểm của anh thì với ngành đường thì thực ra là SLS là một cổ phiếu nó tạo cái nền phẳng. Thực ra là ai mà học khoa học đều biết rồi, đúng không? Một cái nền phẳng này thực ra thì Hùng cứ hay trêu một số anh chị là có lẽ chắc là nhắm mắt thì con này chắc lên khoảng 180-190. Thì thực ra là cũng không biết nó đạt không, nhưng quan điểm Hùng là có thể SLS nó sẽ đạt được. Nó sẽ đạt được trong cái nền này, và đoạn này thì team thì cũng có pick cổ phiếu này và cũng có tham gia một ít bên team IM, đúng không? Để theo dõi kênh Thái Hoàng, Thái Hoàng pick cho mọi người 140 cơ. Đấy, thì nói chung là SLS thì quan điểm của anh ấy thì chắc là khả năng sẽ lên khoảng 189 nếu với tình hình kết quả kinh doanh như này. Tại vì con này nó nếu mà về kết quả kinh doanh thì nó vẫn là số 1 rồi, đúng không? Còn KTS thì nó sẽ thiên về một chút về tính đầu cơ nhiều hơn. Thì cũng phải chia sẻ thêm là tại vì ngày xưa là Hùng có tham gia SLS ở năm 2017-16. Mọi người nếu ai đầu tư ngành này á, mọi người biết là đường thì lợi nhuận kỷ lục của nó thường sẽ ở quý 1 và quý 2. Đấy, thường quý 1, quý 2 đấy sẽ là cái mọi người sẽ lưu ý. SLS thì với cái hàng tồn kho của nó, Hùng đánh giá là nó tăng 20% so với cùng kỳ, và giá đường bây giờ nó cũng tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Thì tức là cái sự tăng trưởng của nó trong hai quý sắp tới là có, đúng không? Còn không biết cái ảnh hưởng dịch bệnh thì như nào, và nếu Việt Nam mà nó xử lý xong được cái đường nhập lậu từ Thái Lan sang, tại vì khi mà áp thuế ở Thái Lan ấy thì giá đường từ Thái Lan sang mình thì lại giảm kỷ lục, nhưng mà Thái Lan lại lách qua những nước như Lào, Campuchia, Malaysia, thì tự nhiên những nước đấy thì tuy nhiên xuất khẩu đường sang Việt Nam lại tăng gấp 10 lần. Thì đấy là một cái mọi người cũng sẽ lưu ý. Nếu mà ngành đường, hội doanh nghiệp ngành đường Việt Nam mà xử lý được cái vấn đề đó thì Hùng nghĩ là ngành đường có thể nó sẽ tăng trưởng theo cả quý. Đấy, thì anh nghĩ là sẽ như vậy. Còn trong ngành đường thì con LSS và con QLS thì cũng là hai cổ phiếu mà Hùng nghĩ là mọi người có thể theo dõi được, có theo dõi được. Còn con SBT mà vừa nãy Tuấn Anh quên ông nói, thì thực ra con này thì vẽ ra nó là một con khủng long trong ngành, nhưng mà tại vì thực ra cái doanh nghiệp SBT thì cổ phiếu SBT thì thực ra chắc Tuấn Anh biết, chúng ta hay nhớ đến nói việc lái cổ phiếu nhiều hơn là câu chuyện về cơ bản. Nên là Hùng nghĩ là cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể theo dõi được, nhưng mà nếu mọi người tham gia thì mọi người cũng sẽ cần phải lưu ý, đúng không? Còn nếu mà SBT nó thực sự nó vượt qua được cái vùng 24 này, tại vì đợt rồi khi mà nó thâu tóm một đống đường của Hoàng Anh Gia Lai bên Campuchia, bên Lào, thì Hùng nghĩ đấy sẽ là một cái câu chuyện, tại vì nó vốn là khủng long của một ngành mà. Và nếu ban lãnh đạo anh Thành hoặc là ban lãnh đạo
của đường FPT mà thực sự thay đổi và làm cho câu chuyện cổ phiếu nó được lành mạnh hóa hơn, nó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ăn nhiều hơn, thì nghĩ cũng sẽ là một cổ phiếu đáng để theo dõi. Nhưng tất nhiên tại vì FPT mà để mọi người tham gia được thì mọi người sẽ rất lưu ý, tại vì có những quả kiểu như này nên làm sao mà nhà đầu tư cá nhân rất ngại tham gia FPT, Hùng cũng không bao giờ dám pick con này. Nhưng mà nó thực sự là cổ phiếu, nếu về ảnh hưởng với kết quả kinh doanh thì có thể nó sẽ được lợi một, ở một góc độ nào đó thì mọi người có thể theo dõi. Đấy là về ngành đường. Nói chung ngành đường thì quan điểm của Hùng và Tuấn Minh thì về cơ bản thì nó là tích cực trong quý này và có thể là quý sau, và nó tại vì nó sẽ mang tính mùa vụ nhiều hơn và mọi người sẽ phải theo dõi thêm về giá đường của thế giới. Thì có một cái nữa mọi người cũng hỏi ngành phân bón. Tuấn Minh em thử phân tích về ngành phân bón đi, gọi DDV đấy, hôm cuối tuần rồi nó tích cực đúng không, cuối tuần vừa rồi nó hoàn thiện xong cái cốc tay cầm ở đây thì hôm đấy thì nó cũng là một điểm mua ở DDV thì con này nó có câu chuyện về game phái vốn nữa, thì Tuấn Minh có thể phân tích cơ bản ở ngành phân bón nữa. Ok, về ngành phân bón thì mình đang thấy là câu chuyện là cái giá phân bón ở trên thế giới, ngay cả Trung Quốc thôi, thì nó vẫn đang neo mức cực kỳ cao. Đâu đấy trong vài tháng gần đây thì nó tăng tới 30% về mặt giá bán mặt hàng ure, đây là mặt hàng ure mọi người để ý. Hiện tại thì so với cả 2 tháng trước thì tăng đâu đấy tầm 18%, nhưng mà so với tầm độ 3 đến 4 tháng trước tăng hơn 30% rồi. Và so với cùng kỳ thì mình đang thấy kể cả giá phân bón trong nước thì nó phải tăng đến tầm độ 80%, tức là một con số kỳ khủng khiếp về mặt tăng giá bán, đúng không ạ? Trong khi giá dầu đầu vào thì nó cũng chỉ là một phần tỷ lệ gọi là chi phí nhất định thôi. Thì chẳng hạn như đạm Phú Mỹ. Đây, đạm Phú Mỹ. Thì con số cái lợi nhuận quý 2 cũng cực kỳ kỷ lục, kể cả biên gộp đúng không ạ, doanh thu thì đều ở mức kỷ lục, và quý 3 thì vẫn có thể duy trì tại vì giá phân bón thì ở mức cực kỳ cao. Trung Quốc thì hạn chế xuất khẩu, đúng không ạ? Ngay cả Indo thì người ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch bệnh. Rất nhiều yếu tố khiến cho giá phân bón ở mức cao và cái lợi nhuận của ngành phân bón đang ở mức cực kỳ khủng. Như đạm Cà Mau thì thực tế thì ông này thì ông ấy lại tức là cái chi phí khí đầu vào của ông ấy lại chiếm nhiều hơn so với đạm Phú Mỹ. Do đó mà cái việc mà biến động giá khí nó cũng tăng rất mạnh, thì cũng khiến cho đạm Cà Mau thì cũng chưa cải thiện được quá nhiều, nhưng mà cũng cải thiện rất nhiều về biên gộp so với quý trước nếu mọi người để ý, đúng không ạ? Năm ngoái thì cũng có một cục đột biến thôi. Còn về mặt phân bón đáp đúng không, kiểu DDV đấy, cái mặt hàng mà DDV đang làm thì nó tăng cũng cực kỳ khủng. Trước đấy thì đầu năm nó phải tăng tầm độ 60%, mà bây giờ trong cái xu hướng gần đây đúng không, từ tháng 6 đến bây giờ vẫn tăng tiếp đến 17%. Thế là đâu thấy cái mặt hàng này, cái mặt hàng này đáp này sản xuất từ phốt pho đấy mọi người nhá. Tức là ví dụ nói luôn Đức Giang đúng không ạ, nguyên liệu đầu vào cho cái thằng đáp này là apatit, một cái nguyên liệu để sản xuất phốt pho, thì cái giá phốt pho thì bây giờ mới bắt đầu tăng và cũng khiến cho cái giá Đức Giang, cái giá cổ phiếu Đức Giang nó tích cực như vậy. Và hội đồng quản trị thì cũng đặt ra những cái mục tiêu cực kỳ tích cực cho Đức Giang đúng không, DDV cải thiện rất nhiều. Trước đây thì về nhà nước thì có quý còn lỗ cơ đúng không ạ, bây giờ thì bắt đầu lãi khá lớn rồi, và nếu mà về tay của Đức Giang nữa thì nó cực kỳ khủng nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được những thông tin mới. Ngay cả về phân bón thì mình nghĩ đã tốt rồi, còn nếu mà về tay Đức Giang thì còn tốt nữa. Còn Đức Giang luôn đúng không, cũng là một mặt hàng phân bón, có sản phẩm phân bón đúng không? Thì Đức Giang thì mình nghĩ là cái quý 2 thì là 320 tỷ, kế hoạch của họ là 400, thì bây giờ có thể là cái con số thực tế nó phải tầm độ 450-500 với cái quý 3. Thì nếu mà chúng ta nhân lên forward đúng không, một cái trường hợp gọi là tích cực, trường hợp tích cực tức là giá phốt pho nó duy trì được ở mức cao, còn tăng nữa thì cực kỳ tốt rồi. Nhưng mà nếu chỉ cần giá phốt pho nó giữ như thời điểm hiện tại thì mình nghĩ đâu đấy cái lợi nhuận của Đức Giang một quý nó phải đều đến 500 tỷ rồi đúng không, 500 tỷ thì đâu đấy cái định giá bây giờ nó chỉ tầm độ EP chắc là 9 lần PE, thì chắc là tầm độ 120-130 là phe của Đức Giang, 120 mình nghĩ 120 như con số mà chúng ta đã target từ đầu quý đúng không? Đó là Đức Giang khoảng độ 120. Thì đấy là góc nhìn của em về ngành phân bón. Thực tế thì quý 3 nó vẫn tốt bởi vì giá vẫn đang rất cao, còn Đức Giang thì chắc giá là mạnh nhất rồi, tại vì ông ý thì xuất khẩu cái phốt pho và phốt pho bây giờ mới tăng giá thôi, còn bọn kia thì đã tăng giá đến 80%. Thì câu chuyện là dấu hỏi là có bền vững hay không thôi, thì đấy là vấn đề. Còn mình nghĩ là vẫn tốt đúng không? Okay. Ừ, thì nó vẫn là ngành có tính chu kỳ đúng không, nó vẫn là ngành có tính chu kỳ đấy. Thực ra DDV, thực ra là về biểu đồ phân bón bây giờ chắc DDV là cổ phiếu tốt nhất rồi, tại vì nếu mà trong ngành phân bón về biểu đồ, tức là ý nói là điểm mua kiểu an toàn một tí. Hôm trước thì trong room VIP có anh chứ, có chị gì có hỏi Hùng DDV nó còn game không, Hùng bảo là nếu em nhìn không nhầm thì con DDV nó đang rũ để nó tạo ra một điểm break, thì cuối cùng mà ngay sau 2 ngày thì nó làm một phiên rút chân đúng không. Đây là một cây nến, sau 2 nến tết cung thì cuối cùng là một cây nến rút chân và break luôn. Thì cuối tuần qua là điểm mua rất đẹp của DDV đúng không, và anh nghĩ là với DDV Hùng nghĩ là target chắc có lẽ cũng không thay đổi, tại vì thực ra là chúng ta nói về phân bón
khá nhiều rồi đúng không? Thì khả năng là các khả năng nó có thể lên đâu đó khoảng 10, chắc là khoảng 19-20 là có thể xảy ra. Còn cái câu chuyện về thoái vốn nữa thì tại vì tập đoàn hóa chất thì nó cũng phải trong cái câu chuyện về phải thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, thì nó sẽ đem lại khá nhiều câu chuyện cho cái ngành này. Về ngành phân bón thì quan điểm của Hùng thì thực ra tất cả của phía ngành phân bón ấy, nó đều đang rất là khỏe. Lần trước đang nghĩ rằng đạm Phú Mỹ nó đã tạo đỉnh, nhưng cuối cùng thì thực sự là nó lại không tạo đỉnh, gọi là đỉnh ngắn hạn, mà thực ra là nó không rơi. Nó khác cảng biển ở chỗ là nó tạo đỉnh xong thì nó không rơi. Đúng là sau cây sàn và trần thì nó điều chỉnh thật, nhưng mà sau cây điều chỉnh thì nó lại vội vàng nó rút chân tích lũy tiếp. Và khi mà cả dòng của nó thậm chí đạm Cà Mau vào cuối tuần thì thực ra là mọi người cũng có thể hiểu rằng DCV thực ra nói một cách khách quan thì nó là một cái điểm mua, gọi là điểm mua sớm trong ngày thứ 6 vừa rồi. Đấy là nếu về DCM thực sự là như vậy. Và hôm đấy thì cũng có tham gia một ít cái cổ phiếu nhóm ngành phân bón này. Thì tại vì nó gần như là nhóm mà không bàng quang với thị trường trong ngày hôm thứ 6, với cách chọn cổ phiếu mạnh mà. Đúng không? Thì mọi người biết là ngành phân bón thì gần như là cả ngành thì nếu mà thị trường ngày thứ 6 không sập thì có lẽ ngành phân bón nó đã vượt đỉnh cũng tương đối nhiều cổ phiếu. Nhưng tất nhiên thì như Tuấn Minh vừa chia sẻ, khi mà nó giá nó đã lên một mặt bằng tương đối cao thì mọi người sẽ phải chọn doanh nghiệp nào thực sự kỹ và nó còn câu chuyện để nó có thể dư địa tăng trưởng tiếp trong hai quý cuối năm, thì nghĩ đấy sẽ là một cái để mọi người sẽ chắc chắn hơn cho câu chuyện mọi người theo dõi ở thời điểm hiện tại với cái ngành này. Và với một ngành mà nó có tính chu kỳ quá lớn như Việt Nam ấy, tại vì giá phân bón tăng thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người nông dân hoặc rất nhiều cái ngành khác, ví dụ giá thép tăng mà nhà nước bắt buộc phải can thiệp vào thì nghĩ rằng cái rủi ro đó thì cũng là một cái mọi người cũng sẽ cần phải theo dõi thêm. Còn về hóa chất thì thực ra Đức Giang vẫn là một cổ phiếu mà TVI có pick cho mọi người đúng không? Trong cái báo cáo chiến lược mà TVI có gửi cho mọi người thì có DDV, có DGC đúng không? Và thì mọi người thì DGC thì quan điểm của Hùng thì vừa có một anh chị nào hỏi DGC sao ấy, thì quan điểm của Hùng nghĩ là như Tuấn Minh chia sẻ thì khả năng target nó vẫn sẽ được tầm khoảng 120 thôi, cái gọi là một cái mức định giá khá fair của chúng ta, tại vì với một ngày táo rút chân tốt. Và thậm chí trong cái hóa chất thì TVI có pick cho mọi người một cổ phiếu không có tính thanh khoản nữa là CSV trong cái báo cáo chiến lược, không biết là mọi người đã anh chị TVI chắc là đọc hết rồi đúng không? Và hôm trước thì trong anh chị khóa học K7 của Hùng Dùng có khuyến nghị mọi người tham gia nó ở cái phiên này. Đúng không? Hôm đấy Hùng có bảo là nó sắp vượt đỉnh rồi mọi người tham gia được, và rất nhiều người, một vài anh chị có tham gia hôm thứ 6 hàng về, thì Hùng nghĩ rằng CSV nó cũng sẽ là một phiếu có thể nó sẽ còn cái dư địa để nó tăng đúng không? Tại vì hôm trước Tuấn Minh chia sẻ anh là giá sút nó vẫn đang duy trì ở mức cao đúng không em? Thì anh nghĩ là cũng sẽ là một câu chuyện có thể để nó tham gia được. Ok, để xem có một cái của ngành nào đó mọi người quan tâm nhỉ? Tuấn Minh ở phân tích qua cảng biển nhá, cảng biển đi. Ok. Chắc là sau ngành vẫn cực kỳ hot phân bón rồi hóa chất thì chắc là đến cảng biển. Thực tế thì về ngành cảng biển thì ở đây cảng biển là thứ 6 nó cũng tăng đấy, cảng biển thứ 6 là anh thấy nó cũng tăng đấy. Tăng trở lại. Quay trở lại ngành cảng biển thì ở việc cảng biển thì chúng ta nói rộng hơn là logistics, tức là kể cả vận tải đúng không? Hàng tàu vân vân. Thì cảng biển thì Minh Tế đang chia có hai loại chúng ta cần quan tâm, đấy là cảng về mặt hạ tầng đúng không, hạ tầng cảng, và cái thứ hai là vận tải biển. Thì vận tải biển thì chỉ có HAH thì có đội tàu lớn nhất, và GMD thì có đội tàu nhưng nhỏ hơn. Thì về góc nhìn của TVI thì về ngành cảng biển như kiểu GMD này rồi những cái cảng phía nam thì đang khá tích cực, tại vì cái cảng Cát Lái thì nó đang bị full công suất khá nhiều và đang bị tồn hàng và tàu nó không vào được, và nó ách tắc phải nói rất nhiều năm. Và xu hướng thì hiện tại đang chính phủ đang muốn là nó dồn về các cảng ngoại thành và các cảng ở khu cái mép thị vải hơn, tức là cái demolition của GMD đấy, và kể cả những cái công ty liên kết của thằng SGP này. Thì mọi người để ý là SGP tăng lợi nhuận cực kỳ mạnh, bởi thứ nhất là cái cảng Hiệp Phước thì do cái cảng Cát Lái là full và cái giao thông đến Hiệp Phước cũng như là những cái cảng Cát Lái ở cái mép thì đang được cải thiện rất nhiều, giảm chi phí logistics đi. Trước kia thì tàu nó chỉ vào cái Cát Lái thôi, tại vì vào Cát Lái thì chi phí thấp nhất và nó nhanh nhất rồi. Bây giờ thì cái mép thì mới bắt đầu sôi động. Thì SGP thì có rất nhiều công ty liên kết là làm ở cái mép và lỗ rất nhiều, có những công ty lỗ âm vốn chủ tới mấy nghìn tỷ cơ, tại vì bao nhiêu năm thì cũng chả có tàu nào đến mấy cả, công suất chả chạy được. Thì bây giờ có những cái cảng của SGP liên kết nó đã chạy đến tầm độ 80% công suất rồi, và cái của Gemalin cũng như vậy, nó cũng chạy được công suất rất nhiều và họ đã đạt điểm hòa vốn trong năm nay đối với GMD. Thì về triển vọng thì SGP và GMD thì mình nghĩ vẫn khá là ok. Đúng không? Định giá thì vẫn có thể là nắm giữ được tiếp, vẫn có thể nắm giữ được tiếp về mặt định giá, tại vì nó cũng không, nó gọi là không đắt không rẻ thôi.
đúng không? So với cả cái tiềm năng nếu mà chúng ta tính lợi nhuận tăng thêm từ những cái cả khu vực cái mép cộng vào, đúng không ạ? Thì đấy là về mặt hạ tầng thì có hai cổ phiếu tiềm năng trong ngắn hạn vẫn có và trung dài hạn thì vẫn tốt, đấy là SGP và GMD. Còn về riêng HAH thì cảng biển của họ thì không có đóng góp nhiều, thực tế không đóng góp nhiều tại vì nó ở trong cái khu vực cái cầu Bạch Đằng, đúng không? Chỉ tàu nhỏ đi vào được thôi, thì vẫn chạy gọi là túc tắc thôi. Bây giờ là HAH vẫn phát triển thêm mấy cái logistics gọi là kho bãi ở những cái cảng lớn để mà trung chuyển hàng đến cái cảng nhỏ của mình để đủ để hoạt động cái công việc. Còn quan trọng nhất là đội tàu HAH bây giờ công suất tầm độ hơn 10.000 TEU rồi, hơn 10.000 TEU của họ thì đang khá là tốt. Thì mình nghĩ là cái giá quốc tế thì đâu đấy mọi người để ý là cái giá vận tải quốc tế thì nó tăng vàng lần đúng không ạ, tăng đến 10 lần. Và cũng nhưng mà cái giá trong nước của HAH, tức là HAH chủ yếu là vận tải cái tuyến nội địa và một số tuyến châu Á thì đâu đấy nó cũng tăng theo. Thì mức tăng thì cũng không trách được là bao nhiêu, đúng không? Không trách được bao nhiêu. Có thể là tầm độ 30-40% gì đấy, nó cũng tác động rất lớn đến biên độ và tăng trưởng lợi nhuận cực kỳ tốt rồi. Thì HAH thì mình cho rằng cái quý 3 thì trong cái tình trạng mà tắc nghẽn và chi phí logistics vẫn đang cao thì kết quả vẫn sẽ kỷ lục. Còn quý 4 thì không chắc cho lắm, đúng không? Cảng biển thì có thể ok hơn tại vì bây giờ kinh tế hồi phục thì cái lượng hàng qua cảng nó sẽ càng tăng thêm, đúng không? Khi mà đơn hàng nó nhiều lên và sản xuất cũng được hồi phục. Trong tháng 8 thì sản xuất cũng ảnh hưởng khá nhiều, xuất khẩu cũng giảm đấy, xuất khẩu nửa đầu tháng 8 giảm khá. Thì đâu đấy nếu hồi phục thì lượng cả hàng trong cảng của khu vực Hồ Chí Minh nó tốt hơn. Còn HAH thì đâu đấy quý 4 thì đang hơi khó nghĩ, thì có thể là quý chúng ta có thể tiếp tục gọi là câu chuyện ngắn hạn đến quý 3 thì nó sẽ an toàn. Còn cảng biển SGP và GMD cho trung hạn thì vẫn ok. Thì đấy góc nhìn của em về cảng biển. Nếu biết anh Hùng view về ngành này như nào? Ngay thì đầu tiên phải nói thêm đó, tại vì một số anh chị bảo TVI không để ý ngành hóa chất phân bón. Thực ra trong đây là báo cáo chiến lược quý 3 mà gửi cho anh chị khách hàng khoảng 3 tuần trước ấy. Mọi người chắc hôm nay chiều cũng gửi lại đây, có nốt lại 3 cổ phiếu. Thế nên là nếu ai mà chưa đọc thì mọi người nên đọc, đúng không? Đấy, tất nhiên rất buồn chỗ là tại vì một số anh chị mới tham gia room VIP TVI thì mới có nhận được, tại vì mới nhận được báo cáo khi mọi người tham gia thôi. Còn thực ra ở đây báo cáo này đã được đưa ra khi mà báo cáo các doanh nghiệp ra hết vào hết tháng 7 rồi. Thì đây là một cái mà định giá của TVI trong cái ngành hóa chất, thì nghĩ đấy cũng là một cái rất là tốt để mọi người có thể tham khảo nhá. Nếu anh chị nào mà chưa đọc thì mọi người có thể đọc đi. Ok, thì nói thêm một cái nữa về cái câu chuyện về cảng biển. Thực sự là HAH thì nói khách quan thì nó phải nói đúng ra là nó làm được một điều mà không nhiều cổ phiếu làm được. Sau một cái quá trình bứt tốc tăng tốc mà nó không giảm. Thực ra thì Hùng nghĩ rằng lẽ ra HAH thì có thể nó sẽ còn giảm nhiều hơn cơ, nhưng mà thực sự thì anh nghĩ HAH nó giảm hơi ít so với cái suy nghĩ của anh đấy, thực sự là như vậy. Thì Hùng nghĩ rằng với cảng biển thì thay vì nó giảm quá sốc và nó giật quá nhiều thì thực ra thì mọi người tất nhiên quan sát cảng biển bây giờ thì nó sẽ hơi mang tính đặt cửa một chút. Khách quan nó hơi mang tính đặt cửa một chút, tại vì một cổ phiếu thì nó có thể chỉnh 15%, 20%, sau đó bắt đầu nó tạo ra một điểm cân bằng mới. Thì thực ra cảng biển thì nó đang tạo cái điều đó rồi. Nhưng mà quan điểm của anh là với cảng biển thì trước mắt là nó sẽ có một nhịp phục hồi ngắn hạn. Còn nó thành sóng hay không thì mọi người có học về mô hình, mọi người biết đúng không? Nếu HAH nó ok thì có thể nó sẽ tạo ra một cái VCP ở đâu đó ở đây. Hoặc kể cả như SGP cũng thế, đúng, SGP nó cũng đang tích lũy một cái nền với một vùng rũ đỏ. Tầm khoảng đầu tiên phải nói là để mà an toàn với nhóm cảng biển để mua được thì nó tích lũy có lẽ cũng phải tính bằng tháng đấy, phải chia sẻ với quan điểm mọi người. Tức là cảng biển từ giờ, nghĩa từ giờ khoảng 2-3 tuần tới thì tức là nó sẽ là một nhịp hồi ngắn hạn, tại vì ngày thứ 6 thì có thể khi mà nó tích cực thế thì nó sẽ có một nhịp hồi ngắn hạn. Nhưng quan điểm mà để tham gia được với ngành cảng biển theo cái cạnh ở một cái điểm mua an toàn hơn thì có lẽ chúng ta sẽ phải chờ tầm khoảng 2-3 tuần nữa. Nhưng mà với những cái gì cơ bản mà Tuấn Minh view cho mọi người ấy, thì nghĩa trong 2-3 tuần nữa nếu mà nó tích lũy trở lại được thì chúng ta vẫn có thể theo dõi ngành này. Tại vì về một cái ngành mà có ranking ngành rất tốt như cảng biển thì tôi nghĩ là đấy cũng là một câu chuyện mà mọi người có thể theo dõi. Tại vì quý 3, quý 4 mới là đỉnh điểm lợi nhuận của cảng biển theo như biết của rất nhiều anh chị trong ngành. Thì thực sự là, nhưng mà tất nhiên thì một ngành có tính chu kỳ ấy, thì nó thường sẽ phân phối trước khi cái gì xấu nó xảy ra. Nên là Tuấn Minh vừa chia sẻ mọi người là mọi người cũng sẽ cần phải để ý thêm cái điều đó nữa. Còn về góc nhìn kỹ thuật của anh thì trước mắt về ngắn hạn thì có thể nó sẽ có một nhịp hồi. Còn sau đó nó có tích lũy để chúng ta tham gia một cái cách an toàn hay không thì mọi người sẽ phải chờ xem cái mô hình mà nhóm này nó tạo ra là mô hình gì thì chúng ta mới đánh giá được tiếp, đúng không? Không biết nó sẽ tạo nền phẳng hay nó tạo dạng VCP, đúng không? Thì đấy sẽ là một cái mà anh nghĩ là chúng ta sẽ cần phải theo dõi, và cái đấy thì chúng ta sẽ phải update liên tục. Nhưng mà chắc chắn thì nhóm này nó vẫn sẽ là một nhóm có thể lưu ý. Đấy một cái.
Thực ra là tài khoản VPS mà có 500 triệu thì thực ra là ông nghĩ là mọi người nếu mà ai mà muốn tham gia room VIP TVI ấy, thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho Hùng hoặc Tuấn Minh. Tuấn Minh thì cũng có số điện thoại gọi là thư ký để có thể ghi, mọi người có thể add Zalo Hùng hoặc Tuấn Minh thì sẽ add mọi người, hướng dẫn mọi người tham gia room tư vấn ở TVI nhé. Thì đấy là một cái ông nghĩ là nếu ai mà muốn tham gia room tư vấn TVI thì mọi người add Zalo của nhóm TVI thì các bạn sẽ hỗ trợ cho mọi người. Đây có số điện thoại ở đây thì mọi người có thể add Zalo một bạn trong team marketing của TVI thì sau đấy thì các bạn sẽ hướng dẫn mọi người tham gia Zoom tư vấn như thế nào, TVI như nào nhá. Thì lúc đấy thì trong Zoom thì Hùng sẽ trực tiếp tư vấn cho mọi người và sẽ có những cái báo cáo cơ bản của team cơ bản cho Tuấn Minh làm leader thì mọi người có thể nhận được váy đầy đủ và nhận những cái file cơ bản tăng trưởng mà như Hùng với Tuấn Minh có cho mọi người xem ấy, những cái file kiểu như này thì nó rất là chất lượng để mọi người có thể đánh giá mọi người xem kết quả kinh doanh của doanh nghiệp như nào. Và cả cái file lịch sử lâu ấy, lịch sử khoảng 10 năm của doanh nghiệp mà cũng có gửi cho mọi người hôm nay ấy. Đấy, lịch sử 10 năm của bất kỳ một doanh nghiệp nào đấy thì mọi người có thể xem ở những cái file như thế này thì nó sẽ giúp cho mọi người có thêm một cái nhìn cơ bản để mọi người, tại vì đa số cổ phiếu ấy, thì nó sẽ có tính chu kỳ, doanh nghiệp nào cũng vậy thôi, thì cờ đến tay người đó phất thì mọi người chỉ cần biết trong quá khứ những doanh nghiệp đấy nó tăng trưởng ở những giai đoạn như thế nào, đúng không, thì mọi người sau này nó sẽ lặp lại như vậy thì mọi người tìm ra những điểm đó để mọi người có thể chọn lựa cơ hội và để mọi người tham gia đầu tư. Đấy là một cái nhìn về cơ bản rất là hay. Thì cái này thì thực ra trong khóa học thì cũng có chia sẻ cho mọi người đấy. Thì nếu ai mà cũng muốn tham dự khóa học thì mọi người có thể inbox cho các bạn TVA nhá. Ok, chúng ta sẽ đến một nhóm ngành tiếp theo đi em. Mọi người muốn hỏi đầu tư công em ạ. Tôi mới đánh giá qua đầu tư công theo em góc nhìn cơ bản là như nào. Tuấn Linh, em mic của em bị mất. Ok, em bật mic lên. Ok rồi đấy. Ok anh. Thì câu chuyện đầu tư công thì phải nói mọi người là thực ra là cũng pick khá lâu rồi, đúng không ạ? Và câu chuyện là cái đầu tư công này chắc là chu kỳ chắc là cũng phải tầm độ 2 đến 3 năm tới thì cái giải ngân nó vẫn sẽ ở mức cực kỳ khủng, đúng không? Rất nhiều dự án lớn triển khai cao tốc này, sân bay Long Thành, chưa kể là những dự án phát triển hạ tầng nội đô như kiểu dự án giao thông thông minh vân vân thì cũng có pick khá nhiều cổ phiếu đầu tư công cho mọi người theo dõi và cũng có mua rồi, đúng không? Như kiểu là báo cáo chiến lược thì cũng có pick PC1, ITD, Elcom hay là PLC vân vân. Thì thực tế về cái đầu tư công thì mình nghĩ là hiện tại, đúng không? Những cái con số mà nó thể hiện ra, đúng không? Kỳ vọng thì chắc chắn là tăng rồi. Kỳ vọng chắc chắn đầu tư công nó tăng, nhưng con số thể hiện ra thì nó đang hơi kém. Tức là 7 tháng đầu năm đâu đấy chỉ đạt có hơn 30% kế hoạch thôi. Và chính phủ thì vẫn đang rốt ráo đẩy mạnh, nhưng mà bây giờ là cái bộ máy mới thì nó mới xong, đúng không? Mới trong thì mình nghĩ là có thể cuối năm thì nó bắt đầu đẩy mạnh dần, còn hiện tại thì con số chúng ta vẫn thấy hơi kém. Thì cái đầu tư công hay kể cả những cái xuất khẩu mà chúng ta có nêu ra đó là những cái kiềng ba chân để hỗ trợ kinh tế và tăng trưởng trong cái cuối năm nay, thì những cái đó nó phải đi kèm cái việc là nó thể hiện ra bên ngoài nó tốt hay chưa. Thì nếu mà những cái con sóng mà nó đi nó quá nhanh, đúng không? Chỉ có 2 đến 3 tuần mà tăng đến 50-60% thì mọi người sẽ phải cẩn thận. Và TVA cũng từ tuần trước cũng không khuyến nghị mọi người mua thêm rồi, đúng không? Những cái cổ phiếu nào có nền ok và giá ok thì mới có nêu cho mọi người là có thể mua dần. Thì đầu tư công thì mình nghĩ kỳ vọng thì vẫn cực kỳ tốt, đúng không? Kỳ vọng vẫn cực kỳ tốt về cuối năm, đúng không? Như kiểu PLC về mặt nhựa đường thì có thể là cuối năm sẽ giải ngân khá nhiều, đúng không? Tăng trưởng trong kể cả quý 2 thôi. Một là giá nhựa đường thì tăng, cái thứ hai là cũng có rất nhiều tiêu thụ tốt hơn, thì đâu đấy lợi nhuận cũng tăng được 36%. Sắp tới thì mình nghĩ là PLC thì vẫn ok thôi. Các cổ phiếu khác như của PC1 này. Rồi PC1 thì thực ra năm ngoái nó có cục bất động sản. Cái một cái điểm mà hơi gọi là hơi khó nghĩ, đúng không ạ? Năm nay thì cái co về mặt xây lắp và điện gió thì khả năng sẽ tăng cực kỳ mạnh. Như là ngành điện này, nó có rất nhiều mảng, thì có ba mảng chính là mảng điện này, mảng xây lắp và mảng bất động sản. Thì năm nay nó không có bất động sản gì cả. Thành ra là quý 2 nó chỉ tăng có 6% thôi, nhưng mà thực ra là những cái mảng kia nó tăng rất mạnh. Bất động sản thì không có mấy. Năm ngoái thì quý 3 và quý 4 thì bất động sản chiếm khá nhiều. Thì có thể là quý 3 thì mình nghĩ là về mặt kết quả kinh doanh của PC1 rất tốt, nhưng mà để mà tăng trưởng mạnh thì hơi khó. Đúng không? Chắc là phải quý 4 thì mới bắt đầu có những con số tăng trưởng tốt hơn khi mà những cái điện gió mới đi vào hoạt động, nó chạy được full công suất. Thì PC1 thì vẫn là một cổ phiếu cái triển vọng nó vẫn khá tích cực. Nhưng mà ngắn hạn thì cái target thì nó đã đạt rồi. Thực tế là sau cái những cái tuần vừa rồi thì target nó đạt luôn. TVI có định tầm 31-32 nó đạt luôn rồi. Thì anh chị có thể chốt lời và theo dõi tiếp.
đúng không? PC1 nếu mà nắm giữ thì có thể xem xét, nhưng mà mua mới thì đang hơi vân vân, đúng không? Còn những cổ phiếu khác như kiểu ITD, đúng không? ITD thì như mình chia sẻ rồi, quý 3 thì có thể ITD và Elcom, những dự án nó chưa mạnh nhưng mà chắc chắn là ký mới rất nhiều và triển vọng thì vẫn ok. Nếu mà có thì những cái tài khoản mà nắm giữ thì mình nghĩ vẫn thoải mái thôi, đúng không? Còn một số cổ phiếu khác như kiểu DHA này, hay là những cái ngành đá, đúng không? Đá thì cũng liên quan đến việc mà đầu tư những cái hạ tầng, thì đến cái giai đoạn mà giải phóng mặt bằng xong thì đá nó mới bắt đầu sử dụng nhiều. Thì DHA một là đầu tư công về những cái dự án đường xá, thì nó cũng có những cái mỏ đá nó gần sân bay Long Thành thì nó cũng có thể để ý, đúng không? Thanh khoản bây giờ cũng đang cải thiện lên, còn C3I bán thì có thể theo dõi từ giờ đến cuối năm. Với những cổ phiếu đầu tư công như này, thực tế thì cái đầu tư công này thì ngắn hạn chúng ta đoán về mặt cơ bản, theo mình thì nó hơi khó, đúng không? Tại vì con số thì nó đang thể hiện ra hơi kém và chúng ta cũng chưa biết là khi nào nó thể hiện ra cực kỳ tốt. Cuối năm quý 4 thì chắc chắn là tốt rồi, nhưng mà tháng 8, tháng 9 thì đúng không, sắp tới tuần sau nó ra rồi thì chưa biết là tốt hay không. Thì đấy là góc nhìn của em về đầu tư công. Nhìn chung là vẫn là những cái cổ phiếu trung hạn cực kỳ tốt và chúng ta có thể theo dõi thời gian tới để chúng ta đầu tư. Thế biết anh Hùng có góc nhìn những cổ phiếu này như nào? Đúng rồi, thực ra như Tuấn Minh có chia sẻ, khi TVI pick xong kia nó chạy một mạch, nó chạy như kiểu PC1, thậm chí ai đua trần hôm nay thì nghĩ ông ok, lúc ấy bắt đầu tạo mô hình hai đáy. Nhưng mà mô hình hai đáy thì nó cũng chỉ tăng, như có chia sẻ anh chị trong các buổi về mô hình hai đáy, thực ra mức tăng của hai đáy thì nó đâu đó khoảng 30, tầm khoảng 33%, đúng không? Thì thực ra là nó tăng được từ 27 mà lên đến 33, tăng 6 giá, thực ra nó tăng đến gần 30% rồi, đúng không? Thì tại vì thực ra lúc mình pick thì nó cũng chỉ quanh cái vùng nền này thôi, thì nên là nó đạt target nhanh quá, đúng không? Và thực ra có khuyên là mọi người đạt target thì cũng nên bán 1/3 đến 1/2 đi. Còn khi ở PC1 thì đợt rồi nó rất là khỏe, nhưng mà nhược điểm của những cổ phiếu khỏe ngày thứ 6 thì vì nó khỏe quá và nó chưa có sự rũ bỏ, nó giống thị trường ấy, nó không có rũ bỏ thế gì, và khi nó rũ bỏ thì nó sẽ cho sốc luôn. Đặc điểm cổ phiếu mạnh khi từ khi mà cổ phiếu nó không chịu rũ bỏ và khi nó bắt buộc nó rũ bỏ thì mọi người biết là mặc định nó sẽ rơi rất mạnh, thì lúc đấy nó mới thể hiện sức mạnh, nó mới thể hiện là cái độ, tại vì nó bị đu bám nhiều mà. Thì anh nghĩ là với PC1 thì về ngắn hạn thì có lẽ nó sẽ test lại cái vùng 30 này. Nếu ai mà chọn chiến lược theo kiểu giao dịch ngắn hạn thì ông nghĩ là có thể cái vùng đâu đó khoảng 30 hoặc 29-30 cái vùng này mua xong lên hồi T cộng, mọi người có thể, nó sẽ giật hồi đây thì mọi người có thể bán giảm vị thế đi. Thì nghĩ đấy cũng là một cái chiến lược có thể gọi là xem xét, đúng không? Còn tất nhiên trong ngắn hạn thì vẫn đánh giá là như Tuấn Minh chia sẻ mọi người, nó vẫn đang trong một cái nhịp tăng. Cả nhóm đầu tư công thứ 6 đừng có pick cho mọi người C4G ấy, đúng không? Và thứ 6 thì nếu mà thị trường không xấu thì có lẽ C4G nó cũng đã vượt qua cái đỉnh cũ vùng 11, rất đen cho cổ phiếu này, nó gặp đúng cái ngày thị trường điều chỉnh. Nhưng mà nếu mà thị trường phục hồi lại thì ông nghĩ những cổ phiếu bật ngày thứ 6 ấy, nó sẽ bật tiếp, thường xác suất cao sẽ là như vậy. Bao giờ thì của thị trường mà ổn phát là những cổ phiếu bật ngày thứ 6 nó sẽ bật trở lại. Thì kể cả về phe con hay rất nhiều cổ phiếu, nhưng tuy nhiên thì Tuấn Minh có chia sẻ mọi người ấy, là mọi người sẽ phải chọn cực kỳ kỹ cổ phiếu trong đầu tư công, tại vì cái tốc độ giải ngân đầu tư công và cái vị trí, ví dụ họ làm sân bay Long Thành này, họ làm đường cao tốc, thì những doanh nghiệp nó ở cái vị trí đó, những doanh nghiệp ví dụ đầu tư công nó trúng thầu nhiều, đúng không? Ví dụ hôm trước chúng ta có một điểm sáng là HHV, đúng không? Thì những doanh nghiệp mà nó trúng thầu nhiều thì nó mới ok cho câu chuyện là nó sẽ tăng trưởng, đúng không? Là nó sẽ dư tích cực, đúng không? Thì HHV nó sẽ là, ví dụ nó đến từ cái thu phí đèo Hải Vân đi. Và cái thứ hai, tất nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng với quý 3 này, nhưng mà còn một cái nữa là có thể nó sẽ tác động vì nó trúng thầu nhiều dự án đi, thì đấy sẽ là một cái câu chuyện mà nghĩa nó sẽ tùy thuộc vào câu chuyện của mỗi doanh nghiệp trong cái nhóm đầu tư công. Về kỹ thuật chúng đánh giá là đầu tư công nó vẫn đang là một nhóm mạnh của thị trường, khi mà thị trường còn đang chưa nhiều nhóm ngành có thể tạo ra được câu chuyện đầu tư vì kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng, thì nhóm đầu tư công vẫn là một nhóm mọi người có thể theo dõi. Nhưng mà đầu tư công thì phải chia sẻ mọi người rằng đây nó vẫn chỉ xếp vào dạng mid cap, nó không phải là những nhóm ngành mà mọi người có thể đánh size lớn một cách an toàn được. Tại vì những cổ phiếu mid cap khi nó lên thì nó lên rất mạnh, tại vì theo dòng tiền đầu cơ, đúng không? Gọi chúng ta gọi là lời đồn đại thổi tay nhau, F0 FOMO đẩy lên thì đẩy lên một mạch, và khi nó rút bỏ và khi dòng tiền nó rút ra thì nó sẽ rút ra cũng rất là dứt khoát, nên là mọi người cũng sẽ cần phải đi kỹ. Hiện tại thì về đầu tư công đánh giá nó đang chỉnh bình thường, còn sau đây nó sẽ như nào chúng ta sẽ cần phải theo dõi follow thêm vào tuần tới. Tại vì khi tuần tới có thể thị trường nó phục hồi ấy, thì những cổ phiếu tăng mạnh của đợt rồi mà dòng tiền nó rút ra là rút ra thực sự, nó quay trở lại nhóm ngành khác, thì tôi nghĩ đấy cũng sẽ là một cái mọi người cũng sẽ cần phải lưu ý. Thì đó là cái sự luân chuyển về dòng tiền trong những sóng ngành, thì đấy là cái mà chúng ta sẽ phải chờ đợi thị trường nó phục hồi
để xem cái dòng tiền nó sẽ tập trung vào nhóm nào gì đấy. Sẽ là một cái mà nghĩ là mọi người có thể theo dõi. Thì có một bạn có hỏi về ngành bán lẻ, thì Tuấn Minh có thể phân tích về ngành bán lẻ đi. À ok, trước khi Tuấn Minh phân tích thì mọi người lưu ý nhá, nếu anh chị nào muốn đồng hành TVI thì mọi người hãy ấn nút subscribe đăng ký kênh nhá. Mọi người nhớ ấn nút đăng ký kênh của TVI để mọi người nhận được những cái thông báo về những video mới nhất của TVI nhá. Ok, thì mọi người để đây kênh TVI, mọi người nhớ ấn subscribe đăng ký kênh. Còn nếu ai dùng điện thoại thì mọi người tắt tab vào chuyện ấn đăng ký kênh là được. Bật thông báo lên là có video sẽ mọi người sẽ nhận được thông báo về video mới nhất. Và mọi người nhớ để lại một like nhá. Anh chị nhớ để lại một like cho Hùng và TV, Hùng và TVI và Tuấn Minh, để cuối tuần thì hai anh em có thể đồng hành cùng mọi người, đúng không? Ok, mọi người dành ra khoảng 5-10 giây để mọi người ủng hộ cho TVI một like. Còn nếu anh chị nào muốn đăng ký khóa học Become a Trader của TVI vào mùng 1 tháng 9 thì trong ngày mai và trong 2 ngày đầu tuần thì vẫn được giảm giá. Thì mọi người có thể đăng ký khóa học Become a Trader, thì nó sẽ dành cho những nhà đầu tư nào mà đang bị chưa kiếm được tiền từ thị trường này, đúng không? Mọi người có thể đang thua lỗ, hoặc là mọi người thứ hai là dành cho đối tượng nhà đầu tư chưa có một kiến thức logic thành một hệ thống đầu tư, tức là mình có kiếm được tiền nhưng có thể mình chưa thực sự là do bản thân mình, hoặc có thể mình nghe người này người kia mình vẫn bị phụ thuộc. Thì mọi người muốn có một phương pháp đầu tư để mình có thể chủ động thì mọi người cũng thể đăng ký. Và nếu ai muốn tìm hiểu về cái phương pháp đầu tư của phiếu tăng trưởng của TVI, những cái bản tin của TVI, mọi người hiểu được hoặc hiểu cách dùng những file cơ bản, hoặc mọi người có thể hình dung được vì sao Hùng với Tuấn Minh phân tích để tìm ra câu chuyện là các mô hình kỹ thuật ấy, thì mọi người có thể tìm đăng ký khóa học Become a Trader ở TVI. Thì mọi người có thể add Zalo trực tiếp Hùng hoặc các bạn trong team marketing hoặc các bạn trong team TVI, thì các bạn sẽ hỗ trợ cho mọi người tham dự khóa học của TVI nhé. Tại vì thực ra thị trường nó chỉ cần giảm một phiên như ngày thứ 6 đều nghĩ rằng chắc nó bằng tiền của chắc là cả chục, và thậm chí có những người bằng cả trăm khóa học của TVI, tại vì giá nó cũng rất là, quan điểm Hùng thì nó cũng rất là rẻ. Thực sự nó, thì mọi người có thể đăng ký đấy là về khóa học Become a Trader tới đây. Ok, thì bây giờ Tuấn Minh em có thể phân tích tiếp về ngành bán lẻ đi, tại vì mọi người cũng có khá nhiều anh chị có comment về ngành đó đấy. Ok, về ngành bán lẻ thì thực tế cái ngành này thì chắc là mình phải đi theo nó chắc phải tầm độ 5 đến 6 năm rồi. Ngày trước thì thời 2015-16 thì cũng nhìn chung là cũng ăn được một cái nhịp gọi là PNG khá dài, thì chúng ôm phải tầm độ hơn 2 năm gì đấy. Chúng nhưng mà từ anh phải cắt là phải Hùng phải chia sẻ mọi người là Tuấn Minh là một trong những người phân tích về PNG, về thế giới di động, và gần như là tất cả những cổ phiếu ngành bán lẻ. Và thực sự ông nghĩ là trên thị trường chứng khoán cũng hiếm người phân tích sâu được ngành bán lẻ và ngành thủy sản, nó cũng khá nhiều ngành đặc thù như Tuấn Minh đâu. Tại vì Hùng quen Tuấn Minh cũng tầm cũng phải 6-7 năm rồi, và lần đấy là cũng rất mời mãi mới được về TVI đấy, thực sự là như thế. Tại vì Tuấn Minh là người phân tích ngành bán lẻ cực kỳ là sâu sắc và rất chuẩn xác. Ok, em tiếp tục đi. Cảm ơn anh Hùng. Thế ngày về ngành bán lẻ thì thực tế là nếu mọi người nhìn vào con số hiện tại, đúng không ạ, về dịch bệnh và về mặt bán hàng thì chắc chắn là ảnh hưởng phải nói cực kỳ nặng rồi. Phải nói chưa bao giờ ảnh hưởng nặng như bây giờ. Kể cả thế giới động, kể cả PNJ, đúng không ạ? Trong cái tháng 7, thực tế trong cái tháng 7 là cái con số mà công bố của thế giới động và PNJ thì mọi người để ý rồi. Đây mọi người xem, nhìn hơi khó nhìn một chút thôi. Thì bình thường, ví dụ PNJ thế giới động mình cover, tức là làm sâu thì có những cái model như này. Thì lợi nhuận tháng, đây con số đây, nhìn hơi khó một chút. Thì đâu đấy lợi nhuận tháng của thế giới động trong tháng 7 giảm khoảng 30%. Đúng không ạ? Sau rất nhiều tháng tăng trưởng rất mạnh thì lợi nhuận giảm khoảng 30%. Thì cái vấn đề vẫn là do cái thứ nhất là thế giới động và điện máy xanh thì doanh thu giảm 23% so với cùng kỳ. Và cái thứ hai là cái bách hóa xanh, đúng không ạ? Cái doanh thu cực kỳ lớn. Trung bình ra là 2.2 tỷ một cửa hàng và doanh thu lần đầu vượt 4.000 tỷ. Bình thường con số của bách hóa xanh của thế giới động ấy thì chỉ được tầm 2.000-2.100 thôi doanh thu hàng tháng, nhưng mà bây giờ lên tới tận 4.200 tỷ, gấp đôi. Thứ nhất là do chợ truyền thống thì đóng này, cái thứ hai là cái tâm lý người dân thì cũng tích trữ khá nhiều. Tuy nhiên thì do cái chi phí nó tăng quá mạnh, đúng không? Chi phí về logistics, chi phí test nhân viên, rồi ba tại chỗ cho những người làm ở kho vận chuyển thì cũng rất khó, hàng hỏng nhiều, đúng không? Mà ông này thì bán đồ tươi sống là cực kỳ nhiều, phải nói là không thể nào bán được tầm độ 1.500 tấn hàng tươi sống như thế động, đúng không? Bằng, phải nói chắc là phải bằng một cái chợ đầu mối luôn đấy, cái lượng hàng mà thế động cung cấp hàng ngày. Thì vấn đề là chi phí nó tăng rất mạnh, đúng không? Ngay cả những cái nhân viên mà nghỉ việc ở điện máy và điện thế giới động thì cũng phải hỗ trợ lương cho người ta để người ta sống trong cái thời gian người ta nghỉ ở nhà không bán được hàng. Thì trong cái tháng 8, đúng không, trong tháng 8 theo mình nhận định cái ngành bán lẻ thì vẫn đang cực kỳ khó khăn, và có thể thế giới động con số nó còn xấu hơn cả tháng 7,
đúng không? Tháng 8 còn sớm hơn, tại vì tháng 7 thì nửa đầu tháng thì như họ chia sẻ vừa rồi thì thứ 6 có họp cùng với lãnh đạo Thế Động, thì tháng 7 thì vẫn có thể giao hàng được độ nửa đầu tháng. Nhưng mà tháng 8 gọi là trói chân trói tay rồi, Hồ Chí Minh không cho giao nữa rồi. Hà Nội thì vẫn có thể giao online được, nhưng mà Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam là không cho giao, gần như là không bán được nữa. Thì con số ảnh hưởng sẽ rất lớn. Hiện tại đâu đấy đóng phải tầm hơn 2.000 cái, đóng hơn 2.000 cửa hàng, trong khi có tầm độ 2.700 thôi. PNG thì sao? PNG thì tháng 7 lỗ, đúng không ạ? Lỗ tầm 32 tỷ. Đây cho mọi người, nếu anh chị xem thì cứ lên web của PNG này, cái phần quan hệ cổ đông ấy, thì cho mọi người luôn cách xem. Đây, thì nó sẽ update hàng tháng. Những doanh nghiệp này, FPT cũng thế, thì tháng 7 lỗ tận 32 tỷ, đúng không? Và tháng 8 thì khéo còn lỗ nhiều hơn, đúng không? Tại vì rất nhiều tỉnh, tháng 7 thì còn mở được một ít, thì tháng 8 gần như là không làm gì được, cũng trói chân trói tay. PNG còn trói mạnh hơn. Tức là ví dụ như là Thế Động còn bán online ở Hà Nội, nếu mà mình ở Hà Nội mình thấy. Nhưng mà gần như PNG cũng chả bán được cái gì cả, cũng chả ai đi mua, đúng không? Cưới không được. Thì về ngành bán lẻ, mình view là ngắn hạn thì những thông tin xấu nó vẫn ồ ạt nó đến, đúng không? Giãn cách thêm, xong rồi trói chân trói tay không cho bán. Nhưng mà nhìn lại một chút thì cái ngành bán lẻ theo tin TVI vẫn là cái ngành mà theo cái báo cáo chiến lược, nếu mà người anh chị khách hàng có rồi đúng không, mà anh chị nào chưa có thì có thể đăng ký khách hàng TVI để nhận. Thì như mình cũng gửi rồi đấy, cái livestream lần trước đạt 1.000 like gửi rồi, đúng không? Ngành bán lẻ là ngành đợi mua, tại vì bây giờ là những cái thằng này là những cái thằng mà có cái quản trị cực kỳ tốt và dòng tiền rất ổn định, đúng không? Thế Động thì một đống tiền mặt ở ngân hàng và dòng tiền quay của họ quản lý hàng tồn kho nó rất ổn. PNG thì hàng tồn kho nó toàn vàng rồi, cũng chả lo yếu tố giảm giá hay là cũ gì cả, đúng không? Mốt cũ thì người ta họ tái chế thôi, rất đơn giản. Thì cái vấn đề là ngành bán lẻ, mình nghĩ là sau dịch thì sẽ rất nhiều doanh nghiệp chết, doanh nghiệp nhỏ nó chết và rời bỏ thị trường. Và cái con đường mà tăng cái thị phần của Thế Giới Động và ngay cả PNG nó sẽ sáng cửa hơn, thị phần sẽ tăng được nhanh hơn, đúng không? Kể cả sau dịch, thu nhập người dân bị ảnh hưởng, nó không thể nào bật ngay được, đúng không? Về thu nhập cả năm, nếu mà mở ra thì cũng rất khó để mà tăng mạnh nhu cầu toàn ngành. Nhưng cái thị phần của hai thằng này sẽ tăng. Và câu chuyện là TVI vẫn giữ quan điểm là thời gian tới mà nó giảm sâu, đúng không? Thế Giới Động và PNG giảm sâu thì sẽ là một vùng gom cho anh chị tài khoản, kể cả lớn nhỏ gì đấy, có thể thiết lập những cái vị thế an toàn để chúng ta cầm cho mục tiêu cuối năm nay và năm 2021 khi mà tiêm vaccine xong mở cửa trở lại. Thì mình đánh giá là quý 3 kết quả sẽ rất xấu và sẽ là đáy nếu mà cái câu chuyện vaccine như hiện tại, đúng không, về rất nhiều trong tháng 9. Thì đấy là góc nhìn TVI. Còn một số cổ phiếu khác trong ngành bán lẻ như FRT thì TVI cũng từ lâu, đúng không, cả như tăng vừa rồi thì mình vẫn nhận định là nó không có gì cả. Thực tế là chỉ là gọi là cái Long Châu thì tốt hơn, đúng không, dân tích trữ thuốc rất nhiều, nhưng mà nó chỉ ngắn hạn thôi. Và nó không, FRT thì theo mình tìm hiểu rất sâu về ngành, nó cũng không có những cái lợi thế lớn về mặt quản trị, tức là quản trị rất kém. Bao giờ thay cái chủ tịch, đúng không, mới thay tổng giám đốc, nhưng mà nếu thay chủ tịch thì tốt hơn. Thì nếu mà định hướng ổn hơn thì có thể chúng ta xem xét FRT, chứ hiện tại thì vẫn chưa thấy những cái điểm gì tốt ở FRT trong mặt quản trị rồi. Và quản trị thì nó quan trọng cực kỳ trong cái ngành bán lẻ. PNG thì có anh Thông cực kỳ tốt, sau khi có anh Thông thì rất nhiều thứ thay đổi, cái ERP áp dụng vào cũng rất tốt, đúng không? Chưa thể nào bằng Thế Động, nhưng mà chỉ cần bằng gọi là 1/3 của họ thì đã cực kỳ khủng rồi. Chưa kể là PNG gần như độc quyền. Thì đấy là vấn đề mà FRT thì từ lâu cũng không pick và bây giờ cũng không pick cho mọi người, đúng không ạ? Còn Pet với cả BG World thì thực tế thì Pet thì cũng không đánh giá cao cho lắm theo mình, đúng không? Thì phân phối mỗi iPhone thôi. Còn mỗi ông BG World thì có vẻ là cái Xiaomi thì nó tăng thị phần quá lớn, đúng không ạ? Giờ rất nhiều tín đồ Xiaomi rồi. Mình thấy còn rất nhiều anh chị gọi là mê đồ công nghệ Xiaomi, cái là công ty mình làm việc thế thôi. Rất nhiều người mê đồ Xiaomi, nhà chắc phải đủ các thứ của Xiaomi mất. Thì đấy là vấn đề mà BG World nó tăng mạnh như vậy. Và hiện tại thì Xiaomi nó vẫn ở một con số cực kỳ khủng, thì cũng có thể theo dõi BG World thôi. Định giá thì nó cũng không rẻ nữa cho một cái ngành gọi là bán buôn, nhưng mà khi mà họ vẫn thiết lập được cái độc quyền Xiaomi thì vẫn tốt, và theo dõi kỹ những cái hợp đồng như vậy. Đó là view qua về ngành bán lẻ của mình. Thì không biết anh Hùng đánh giá như nào? Thực ra thì anh khá là đồng ý, tại vì thực ra là bán lẻ thì nó vẫn là câu chuyện mà chúng ta sẽ theo dõi. Vậy thì nếu mà chúng ta phải chọn cái vị thế để chúng ta tham gia thì mình nghĩ là có lẽ Thế Giới Di Động thì cửa của nó sẽ sáng hơn trong những cổ phiếu đó, tức là gọi là nhỉ, những cái thằng xấu nhất thì đúng không, chúng ta tìm một vị thế để tham gia. Thì mình nghĩ rằng như Thế Giới Di Động thì cái trend của nó khác PNG ở chỗ là thực ra trong cả một nhịp rồi thì nó là trend tăng, trong cả một nhịp rồi Thế Giới Di Động thì nó là một trend tăng. Thì mình nghĩ rằng cái vùng mà mọi người có thể cân nhắc của Thế Giới Di Động có lẽ nó cũng sẽ sớm đến thôi, nó sẽ sớm đến, có thể là ngày mai nếu mà nó xấu, đúng không, nếu mà nó tồi tệ. Tại vì thực ra Thế Giới Di Động nó có một cái vùng hỗ trợ anh đánh giá là rất mạnh ở vùng khoảng 155 này,
Đúng, cũng là vùng mà đợt trước thì cũng có tham gia. Tiểu nghĩ rằng khi nó test về vùng này thì mọi người có thể cân nhắc, nếu mà mai nó hoảng loạn. Vâng, hoảng loạn thì có thể là biên nó sẽ là 155, 160 đúng không? Ai học mọi người biết rồi. Cái điểm mua pullback để mua kéo ngược thì nó sẽ xuất hiện trong, có thể ngay trong tuần tới với thế động thôi. Thì nghĩ rằng đấy sẽ là một cái mà mọi người có thể cân nhắc về cổ phiếu này. Tất nhiên thì vì mua chúng ta để mua, gọi chúng ta gọi là mua gọi là tích trữ, thì nghĩ rằng nó sẽ thiên về mang tính là mọi người sẽ mua để lâu nhiều hơn, nên mọi người sẽ có thể mua dần và mọi người cũng không cần vội đâu. Tại vì kết quả kinh doanh của nó sẽ xảy ra xấu nhất, nó sẽ ở tháng 8 cơ. Đấy là với tốc độ chúng ta sẽ kiểm soát dịch bệnh được trong 2 tuần tới. Đấy là kiểm soát trong 2 tuần tới, được bắt đầu mở cửa dần trở lại. Thì tôi nghĩ rằng đây có thể là cái vùng mà mọi người cân nhắc. Còn về PNG thì anh nghĩ là nếu mà gọi là vùng điểm cân bằng của PNG thì anh nghĩ là nó có hai cái. Một cái là nếu mà PNG nó dừng ở, tất nhiên cái vùng này thì nó sẽ hơi rủi ro hơn một chút, tại vì nó vừa phá cái vùng hỗ trợ dài, tương đối dài của nó, thì nó sẽ có vùng hỗ trợ mạnh, nó sẽ đâu đó khoảng 80, tầm 80 thì nghĩa với PNG nó sẽ lành hơn. Còn nếu mà gọi để chắc chắn thì có lẽ nó phải xuống một tầm nữa thì chúng ta mà đánh giá được về PNG. Nên là về gọi điểm cân bằng PNG thì nghĩa là các có lẽ nó sẽ đâu đó vùng khoảng 80 là mốc mà mọi người có thể theo dõi. Còn DigiGo ấy thì thực ra thì phải khách quan thì nó vẫn là một phiếu nằm trong trend tăng và nó vẫn không có điều gì xấu với thị trường bây giờ, và chắc nó sẽ còn lên tiếp. Tại vì về cái tính độc quyền của DigiGo thì nghĩ rằng tại vì thực ra những doanh nghiệp mà tính độc quyền ấy, trừ phi nó mất cái sự độc quyền đó, còn không ngày nào nó còn độc quyền thì nghĩ rằng chắc là cái định giá của doanh nghiệp thì chắc cái giá của phiếu doanh nghiệp thì chắc nó sẽ vẫn tăng trưởng theo cái ngành bán lẻ thôi. Thì nghĩ là với bán lẻ thì có DigiGo thì nghĩ là cũng xứng đáng là một cổ phiếu mà nó, tất nhiên thì về gọi để tham gia chúng ta sẽ cần phải lựa chọn điểm mua là hợp lý, nhưng mà về trend cổ phiếu thì vẫn đánh giá là khá tích cực và nó chưa có gì xấu cả. Ai có thì mọi người để tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này, tại vì những cổ phiếu nào mà thị trường sập mà nó tăng được thì cái dư địa của nó sẽ còn tương đối nhiều, chứ nó sẽ không sớm mà dễ dàng chết được. Thế mình chia sẻ mọi người như thế. Đấy là về ngành bán lẻ. Ok, mọi người có hỏi về ngành bất động sản và chứng khoán thì anh sẽ nói trước nhá, đổi thị. Thì thực ra là nghĩ rằng bất động sản thì thực ra cũng phải chia sẻ mọi người là nếu mà đánh giá cơ bản của bất động sản thì sẽ cực kỳ khó. Cũng rất khó, mà tại vì chúng ta cũng không biết cái dịch bệnh này và doanh nghiệp bất động sản nó sẽ hạch toán lợi nhuận như thế nào. Rất nhiều người có nghĩ rằng câu chuyện nó bàn giao đúng không? Ví dụ bây giờ dịch bệnh thì bàn giao chắc gì nó đã bàn giao được đúng không? Không bàn giao được thì mọi người cũng không thể chắc chắn là cái nhóm này nó sẽ gọi là nó sẽ có thể tích cực. Tờ về cơ bản của bất động sản hôm nay đó là cực kỳ khó dự. Thì mình sẽ chỉ phân tích một vài cổ phiếu mạnh nhất trong ngành bất động sản của đợt rồi để mọi người có thể cân nhắc. Thứ nhất là về đích thì thực ra đích thì cái câu chuyện là nó tăng vừa rồi thì nó cũng kéo khá nhiều, nó kéo gọi là, nói khách quan thì nó kéo một cách gọi là hơi thái quá đúng không? Có thể coi là hơi thái quá với bất động sản. Thì thực ra đích thì nó sẽ còn một vùng hỗ trợ ngay tới đây thôi, thì nó sẽ là vùng cũng kể cho mọi người, nó sẽ đâu đó khoảng quanh 31. Thì nếu đích mà nó thủng 31 thì nghĩ là có thể cái trend tăng ngắn hạn của nó đã bị ảnh hưởng và nó sẽ cần mất thời gian để ổn định hơn. Và bất động sản là nhóm ngành nó giảm trừ những cổ phiếu xuất sắc. Tuy nhiên có ví dụ những cổ phiếu chúng ta pick như CR nó chẳng ảnh hưởng gì cả, đúng không? Thì đây nó vẫn là cổ phiếu mọi người để giữ được, nhưng mà đa số của bất động sản được rồi, cuối tuần được rồi như Hà Đô này, đúng không? HDC, HDC thì không giảm mấy, thì chắc HDC sẽ không vấn đề gì. HDC nó chạm trên ngay nó sẽ bật lên. Thế đích này, nhà Từ Liêm này, rất nhiều cổ phiếu cuối tuần rồi nó giảm rất là mạnh. Có những cổ phiếu mà có ban lãnh đạo đăng ký bán ra, mọi người để ý, có ban lãnh đạo đăng ký bán ra, nhà Từ Liêm, đích cũng khá nhiều cổ phiếu. Thì tôi nghĩ rằng với những cổ phiếu này thì nhóm bất động sản nó sẽ có ngày mai để quyết định. Nếu mà ngày mai khi tức là chúng ta đang đặt cửa, nếu thị trường có thể phục hồi đi, mà nếu bất động sản nó không phục hồi một cách tướng thì tôi nghĩ rằng mọi người nên hạ bớt tỷ trọng nhóm này. Tại vì dù gì với một cái vùng nó tăng tương đối nhiều, tất nhiên nhóm này nó vẫn đánh giá là nhóm mạnh, tại vì một phiên nó chưa quyết định nhá. Chúng đang nói là phiên ngày mai nó sẽ rất quan trọng, mọi người sẽ cần lưu ý nhóm bất động sản. Ngày mai nó sẽ là nhóm rất là quan trọng. Thì với những cổ phiếu nào trong bất động sản mà ngày mai nó gọi là phục hồi yếu ớt hoặc là nó đã giảm đến cả 10% từ đỉnh thì quan điểm vùng là mọi người nên bán nếu mà trong bất động sản, và mọi người sẽ phải cô đọng lại, tại vì trong bất động sản có thể nó sẽ không thể lên tất cả một lần nữa được, mà nó sẽ phải phân hóa vào từng doanh nghiệp, nên là mọi người cũng sẽ phải tập trung. Thì nếu ai mà tất nhiên bất động sản rồi lên mà ai bị lỗ thì chắc cũng phải xem lại cái điểm mua một chút, đúng không? Có thể mình mua nó chưa đúng điểm. Còn nếu mà ai mà bị lỗ quá 5% đến 10% thì quan điểm vùng là mọi người có thể hạ 1/2 trước,
Còn nếu mà cuối phiên ta khi nào mà nó làm mọi người lỗ đến 8-10% thì mọi người nên bán hết. Đấy là về cắt lỗ nếu ai mà bị lỗ. Còn nếu ai chốt lời thì quan điểm Hùng là mọi người sẽ nâng cái lệnh dừng lãi của mọi người lên. Ví dụ như là Từ Liêm sẽ nâng lệnh dừng lãi lên cái vùng Hùng kẻ hỗ trợ này, nó khoảng 31.3. Và rất nhiều cổ phiếu nó sẽ cái vùng hỗ trợ kiểu đấy. Trước ví dụ NDL nó pick cho mọi người một lần đúng không, thì mọi người sẽ kéo cái vùng hỗ trợ lên đâu đó khoảng tầm 21.3 đúng không, hoặc kể cả TDC đúng không, thì mọi người sẽ kéo cái vùng hỗ trợ lên, ví dụ dừng lãi của nó sẽ đâu đó khoảng vùng 19.5 thì mọi người sẽ lưu ý. Thì tức là với nhóm bất động sản thì Hùng nghĩ là nó chưa thực sự xấu, nhưng mà nếu thời gian tới nó không đồng hành cùng thị trường thì mọi người sẽ cần phải giảm bớt vị thế nó và mọi người sẽ kéo cái lệnh dừng lãi mình lại. Thì Hùng vẫn đang theo dõi nhóm này, tại vì đợt rồi nó lên mạnh đúng không, nó chỉnh sốc đúng không, nhưng mà cũng có thể coi là lần đầu tiên nó chỉnh trong một cái đà tăng vừa rồi, nên chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý. Thì đấy là hai hướng về cái nhóm bất động sản, thì quan điểm về kỹ thuật của anh là như thế. Ít nhất là sau một ngày thứ sáu thì ranking nhóm này nó vẫn đang là nhóm mạnh. Đó, và chúng ta sẽ phải chờ đợi trong tuần tới để mọi người đánh giá xem nó còn tiếp tục mạnh được hay không. Thì đấy là cái mà mọi người sẽ lưu ý. Ok, Tuấn Minh có đánh giá gì cơ bản nhóm này không? Về cơ bản thì thực tế thì như em cũng chia sẻ rồi. Và em chia sẻ cho mọi người đó là theo mình nghĩ thì cái cơ bản của cái nhóm bất động sản thì thực tế là nó cũng không có gì thay đổi nhiều so với tầm 6 tháng trước đây cả. Đúng không? 6 tháng trước đây thì quỹ đất, rồi quỹ đất nhiều thì vẫn thế, đúng không ạ? Giá bất động sản tăng mạnh cuối năm ngoái thì nó vẫn đang neo ở mức cao. Đúng không? Tức là tốt thì vẫn tốt. Và cuối năm thì được cái là có rất nhiều dự án nó bàn giao, sẽ được bàn giao vào cuối năm. Nhưng mà với tình hình dịch như này thì rất nhiều dự án ở thành phố Hồ Chí Minh và những cái tỉnh Nam Bộ thì có thể sẽ bị chậm bàn giao. Đúng không? Bây giờ không thể nào ra đường đi nhận số đi nhận bàn giao ký hợp đồng được, đúng không ạ? Thì đấy cũng là vấn đề ảnh hưởng đến cái doanh số, có thể là doanh số và lợi nhuận quý 3 này của các doanh nghiệp bất động sản. Còn khi mà mở dịch xong thì bắt đầu cái tổ chức bán hàng, tổ chức bàn giao thì nó mới mất thời gian, chắc phải sang đến tận, có thể nếu mà quý hơi chậm đúng không, nếu mà chậm thì có thể phải sang quý 4 thì nó mới ghi nhận những cái dự án như vậy. Thì cũng là một vấn đề với bất động sản trong ngắn hạn, đúng không, dòng tiền có thể hơi bị kém một chút. Và thực tế thì cái câu chuyện mà mình cũng chia sẻ đó là cái phải nói là kể cả anh Hùng cũng chia sẻ rồi, cái động lực cho nhóm bất động sản có thể đến từ thứ nhất là rất lâu rồi nó chưa tăng, và cái thứ hai là dòng tiền cục bộ của những cái dòng tiền đầu cơ bất động sản bây giờ không quay vòng được ở bất động sản. Chủ đầu tư cũng không thể nào giải ngân làm dự án mới được, đúng không? Gom đất cũng không gom được, khiến cho dòng tiền đang bị ngưng lại và nó bắt đầu đổ vào chứng khoán. Và một cái kênh mà thanh khoản tốt nhất và rút ra dễ nhất thì đấy chính là những cổ phiếu bất động sản, đúng không? Thì họ sẽ lao vào đầu cơ, và những cái nhịp đầu cơ thì có thể là sẽ chấm dứt, và những cái cổ phiếu bất động sản thì nó sẽ phân hóa, đúng không? Còn tốt thì nó vẫn tốt từ 6 tháng trước cơ mà, giờ nó cũng chả thay đổi gì cả. Và câu chuyện chúng ta vẫn nói từ đầu năm chúng ta pick bất động sản rồi, thì câu chuyện là chắc là chúng ta sẽ pick theo cái trạng thái thôi. Còn những ai có vị thế trung hạn thì vẫn có thể nắm giữ được và theo dõi với những từng cổ phiếu. Tất nhiên là phải theo dõi kỹ cái động thái của ban lãnh đạo đối với những nhóm bất động sản này, tại vì từ trước đến nay thì mình vẫn cho rằng cái nhóm này là cái nhóm mà ban lãnh đạo nó khó đoán nhất, đúng không? Tại vì luồng tiền của ông ấy cần rất nhiều để đi thâu tóm đất đai vân vân. Và có khi là Novaland mọi người để ý là đi ngang cả một năm rồi không tăng, tại vì họ đi cắm cổ phiếu nó rất nhiều, cổ phiếu toàn đem đi vay margin rồi đi cắm cho các đối tác nước ngoài repo, đúng không? Nhìn nợ trên sổ thì thấp thôi, nhưng mà nợ trên thực tế, đúng không, cắm cả cổ phiếu thì nó phải gấp vài lần cả Vinhome như vậy, đúng không? Động lực chính để kéo giá từng cổ phiếu bất động sản nó lại khác nhau trong từng giai đoạn, thì đấy là vấn đề mọi người cần quan tâm. Và có thể có những cổ phiếu đi ngang cả năm. Đấy là vấn đề của em chia sẻ một chút về bất động sản. Thì nối tiếp thì có ngành chứng khoán nữa, thì thực ra chứng khoán thì cũng chia sẻ với mọi người là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cổ phiếu đầu ngành thôi, đúng không? Như SSI, VCI có những lợi thế nhất định trên thị trường chứng khoán, VND đó, đúng không? Thì những cổ phiếu mà có những lợi thế nhất định trên thị trường thì nó sẽ mang lại cái vị thế an toàn và hưởng lợi nhiều nhất nếu mà thị trường nó sôi động hơn. Thì chúng ta có nhận định là nếu mà thị trường sôi động hơn, đúng không, thanh khoản tăng lên, thị trường tăng thì có thể dòng chứng khoán sẽ tích cực. Và cũng rất may là bây giờ thì thanh khoản đang tăng, thì chắc là mình nghĩ là vẫn sẽ theo dõi tiếp cái thanh khoản thị trường thôi. Margin thì cũng đang tăng nở ra này, thanh khoản thì tăng, thì nếu mà duy trì mặt bằng thanh khoản mới thì dòng chứng khoán vẫn sẽ khá tích cực. Thì đấy góc nhìn của em về hai dòng này, không biết anh Hùng đánh giá ra sao? Đúng rồi, thì mọi người biết được kết quả kinh doanh ngành chứng khoán nó đến từ vài cái mảng, đúng không? Giá trị giao dịch thì đóng góp một phần, quan trọng là lãi margin và cái tự doanh. Và thêm một điểm nữa dành chứng khoán thì mọi người chắc rõ hơn cùng với Tuấn Minh là nó sẽ phụ thuộc vào từng cái gọi là cái câu chuyện của mỗi công ty chứng khoán, đúng không? Có những câu chuyện nó mạnh về mảng này, đúng không? Ví dụ VCI hoặc VND, SSI, đúng không? Không phải VPS của bên Hùng đó.
tức là nó sẽ phụ thuộc vào câu chuyện. Thì thứ nhất là về cái mảng giá trị giao dịch, thì khi mà đầu quý thì giao dịch khá ảm đạm thì chúng ta cũng có hơi lo ngại một tí, nhưng mà khi chúng ta quay sang đến bây giờ thì chúng ta chắc có lẽ chúng ta có thể an tâm rằng với tình hình dịch bệnh như này thì có lẽ thanh khoản thị trường chứng khoán này có lẽ nó sẽ lại tiếp tục duy trì trạng thái tương đối cao. Và chưa kể việc là gì ạ, là cái khối lượng mà bắt đầu nó giảm về lô 10 thì cũng ít nó còn tác động nữa. Và tự doanh thì với việc thị trường trong thời gian vừa rồi nó có một nhịp tăng thì cũng nghĩ đấy cũng là một cái rất tốt cho cái kết quả doanh các doanh chứng khoán. Thì phải chia sẻ mọi người rằng là chứng khoán thì nó sẽ phụ thuộc vào cái biểu đồ nhiều hơn. Và quan điểm Hùng rằng thực sự nó một cách khách quan ấy, đúng không, nó một cách khách quan. Thực ra là lúc đầu thì Hùng hơi chủ quan về nhóm ngành này, tại vì không nghĩ rằng tất cả mọi người học cũng biết là tại vì không biết rằng, không nghĩ rằng cái điểm pullback của MA50 với cả ngành chứng khoán nó lại quan trọng như vậy. Tại vì mình nghĩ rằng ngành chứng khoán nó đã tăng giá kéo dài rồi, thậm chí nó tăng tạo ra những cái nền tảng toàn thứ ba rồi, đúng không, những nền tảng thứ ba, nền tảng rất rất sốc rồi. Nhưng mà Hùng cũng không nghĩ là chứng khoán lại có thể tăng đến bây giờ, nên đợt rồi Hùng cũng hơi có gọi là mất cảnh giác về nhóm ngành này, về ngành chứng khoán. Nhưng mà thực sự khi mà chúng ta view lại ở cái thời điểm này, tại vì ngày đó thì cái ngày này Hùng có pick VND và SSI, đúng không? Ngày đó thì nếu ai mà để ý theo dõi thì mọi người có chắc cũng sẽ nhớ VND và sau đó đoạn này nữa và cả SSI. Thì mọi người biết rằng nhóm chứng khoán thì gần như là nó đã vượt đỉnh. Còn nói là nếu mà nói khách quan thì cả ngành vượt đỉnh. Nếu mà tính về ranking ngành thậm chí nó còn xuất sắc hơn bất động sản ở một vài khía cạnh nào đó. Tại vì nó đi lên bằng tăng trưởng của cơ bản thực sự, chứ nó không phải đi lên bằng, tại vì bất động sản chúng ta có thể để ý rằng vì kết quả doanh bất động sản thì chẳng ai rõ được, đúng không? Nhưng mà chứng khoán là một ngành mà nó đi lên bằng kết quả doanh thực sự. Đấy, mọi người để xem lại báo cáo tăng trưởng kết quả công ty chứng khoán, mọi người xem cái quý 2, quý 1 vừa rồi thì mọi người sẽ biết là nó tăng trưởng mạnh như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng nhóm này nó sẽ quyết định khá nhiều. Và anh thì anh đang gọi là đang có hai kịch bản khá rõ cho ngành chứng khoán. Một là nếu thị trường nó, tức là nó phục hồi và ngành chứng khoán vẫn tiếp tục cái câu chuyện lead của mình, và tại vì vẫn còn rất nhiều công ty chứng khoán như SSI, thậm chí như SHS, có một bạn vừa hỏi về câu chuyện nó sẽ sắp chốt quyền, đúng không? Thì quan điểm của anh thì anh nghĩ rằng là với nhóm chứng khoán này thì ai có thì mọi người nên nắm giữ. Và cái nhịp chỉnh này nó sẽ mang tính gọi là hơi đặt cửa một chút, tức là nếu mà mọi người bet cửa chứng khoán lên thì cái nhịp chỉnh này nó sẽ là cơ hội để mọi người có thể theo dõi tham gia. Nhóm chứng khoán ấy thì Hùng sẽ nói về cái nhược điểm trước, đó là cái ở thời điểm hiện tại trong mấy phiên gần đây thì nó đang duy trì một cái mặt bằng thanh khoản tương đối cao với những cổ phiếu VND thì hàng về có thể dễ hiểu được, nhưng kể cả thậm chí cả những SSI, rất nhiều nhóm ngành khác thì nó cũng đang có thanh khoản tương đối cao, thì mọi người cũng sẽ cần lưu ý điều này. Và đấy là điểm rủi ro ngành chứng khoán, tức là thanh khoản cao. Và một điểm nữa đó là mà điểm gọi là nó tích cực hơn cho thị trường, tức là gì ạ, là nhóm này nó vẫn đang là nhóm được coi là mạnh nhất của trong cái ngày thứ 6 vừa rồi. Tại vì nhóm này gần như là một nhóm không có cổ phiếu nào bị sàn, và không có cổ phiếu nào, thậm chí tệ nhất như SHS, nó sắp chốt quyền mà nó cũng chỉ giảm 4,4% thôi. Còn mọi người biết những cổ phiếu khác chứng khoán nó giảm rất ít luôn. Mọi người để xem, nếu mà nói về một nhóm ngành có tính thị trường mà rút chân nhiều nhất ở ngày thứ 6 thì chính là ngành chứng khoán ấy. Nếu mọi người xem tất cả các ngành mà rút chân ngày thứ 6, mọi người sẽ để ý điều đó. Chỉ có chứng khoán là một nhóm ngành rút chân nhiều nhất, đúng không? Mọi người có thể xem tất cả cổ phiếu, mọi người sẽ thấy điều đó. Đấy, thì Hùng đánh giá đấy là một điều tích cực. Thậm chí HCM nó tạo ra những cái điểm mua cơ, đúng không? Tại vì nó là mô hình cốc nhưng mà nó không thành công, đúng không? Thì nó không tạo ra được cái tay cầm, nó vượt đỉnh luôn. Thì mọi người biết là những cổ phiếu này, thì thậm chí cả CTS hôm trước Hùng có tham gia cái cổ phiếu này, thậm chí nó vẫn là gần trần cơ, đúng không? STS cũng như vậy mà nó tăng rất nhiều nhá. Nhóm chứng khoán là nhóm nó tăng giá rất nhiều trong mấy tuần vừa rồi nhá. Mọi người cứ nói về câu chuyện về bất động sản các thứ, nhưng mọi người cũng phải nhớ rằng chứng khoán mới là nhóm ngành tăng có thể coi là mạnh nhất từ cái đời, từ cái nhịp phiên bùng nổ theo đà vừa rồi. Mọi người xem lại và xem. Từ cái nhịp bùng nổ theo đà ngày 29 tháng 7 thì mọi người biết rằng chứng khoán là một nhóm ngành có thể coi nó tăng mạnh nhất. Mọi người có thể so sánh tất cả cổ phiếu mặt bằng chung. Đúng không? Không nhiều cổ phiếu tăng như chứng khoán ở cái nhịp tăng vừa rồi đâu. Ví dụ như VCI từ bùng nổ theo đà nó tăng đến 15 giá, nó tăng 40%. Nó kém bất kỳ cổ phiếu nào bất động sản đâu. Đúng không? Đấy, thì mọi người để ý rằng cái nhóm này thì cái đi điều chỉnh này cũng là nhịp mà Hùng cũng muốn theo dõi nó. Tại vì nếu mà nó tích lũy được, nó tiếp tục gì trợ hái tốt được, thì thực ra thì tất nhiên điểm mua thì nó sẽ hơi rủi ro, nhưng mà nếu mà phải lựa chọn một cái nhóm ngành mạnh thì Hùng nghĩ cũng đừng nên bỏ qua nó. Với đấy là về nhóm ngành chứng khoán, đấy là quan điểm cá nhân Hùng, thì mọi người có thể lưu ý nhá. Ok, đã cũng khá nhiều câu hỏi rồi. Chúng là rất nhiều câu ngành nhóm ngành quan tâm. Anh nghĩ là chúng ta sẽ phân mình nói ngân hàng chưa nhỉ? Chưa anh ạ.
Thế thì mình nói ngân hàng đi, tại vì ngân hàng chắc là mọi người sẽ quan tâm nhiều. Mặc dù nhóm ngành thì không được ưu tiên lắm, nhưng mà có lẽ chúng ta cũng sẽ nói một chút về ngân hàng đi. Thì nói gọi là Tuần Hào cũng chia sẻ cho mọi người câu chuyện của ngành ngân hàng rồi đúng không? Đúng rồi. Tức là thực ra là TVI thì sắp đang chắc là tầm độ nửa tuần sau sẽ công bố cho mọi người cái báo cáo ngành ngân hàng. Thì là chi tiết tất cả các chỉ số cũng như là so sánh định giá của ngân hàng Việt Nam, ngân hàng thế giới, một số các gọi là ngành ngân hàng trong khu vực. Thì chắc là tầm độ thứ 3, thứ 4 sẽ có báo cáo ngành ngân hàng. Thì anh chị nào chắc là khách hàng thì mình sẽ gửi thôi. Còn anh chị nào chưa phải khách hàng thì có thể đăng ký đối với các bạn TVI hoặc là đăng ký với mình và anh Hùng ở đây để nhận cái báo cáo chiến lược ngành ngân hàng. Thực ra là ngành ngân hàng thì cũng chia sẻ với mọi người là trong ngắn hạn sẽ kém khả quan. Nó là kém khả quan tại vì bây giờ rõ ràng là câu chuyện cũng nói từ đầu mọi người rồi, nợ xấu nó sẽ rất nhiều trong cái quý 3 này. Đúng, tất nhiên là phân hóa tùy ngân hàng quản lý tốt thì cái nợ xấu nó sẽ, một là sau khi dịch đỡ đi thì nó sẽ hòa nhập nhanh, xử lý được rất là nhanh, đúng không? Tại vì họ chỉ mất thu nhập trong cái thời gian ngắn hạn thôi. Còn rất nhiều cái vùng khác thì cái thu nhập nó sẽ mất khá lâu, đúng không? Khiến cho cái nợ xấu nó sẽ dai dẳng. Thì ngân hàng thì nó sẽ phân hóa, chẳng hạn như là những cái thằng có cái chất lượng nợ gọi là khách hàng nó tốt như ở Techcombank này, hay là một số thằng có hệ sinh thái nó mạnh mà không bị ảnh hưởng lắm, đúng không? Cho vay bất động sản thì sẽ đỡ hơn. Ít nhất là chẳng hạn bây giờ khách hàng không trả được nợ thì cái bất động sản đấy nó vẫn giữ giá rất cao và hoàn toàn có thể thu hồi được nhờ cái bán bất động sản đấy đi. Còn cho vay chẳng hạn như F&E, đúng không, như là những cái doanh nghiệp nhỏ lẻ hay là cho vay du lịch vân vân thì nó cũng khá là mệt, cho nên ngân hàng sẽ không được ưu tiên cho lắm. Có ưu tiên thì mình đang thấy những cái ngành mà mình tìm hiểu mà có hệ sinh thái tốt, đúng không, hệ sinh thái để cho trung hạn dài hạn nó tốt, như kiểu Techcombank này hay là OCB hoặc là MB, đúng không? MB thì tăng cái tỷ lệ CASA, tức là tỷ lệ mà tiền gửi mà không kỳ hạn ấy, cái chi phí vốn nó rất là thấp, thì đang tăng rất mạnh trong cái gần đây. Vâng, họ triển khai rất nhiều những cái dịch vụ tài khoản số đẹp, đúng không, live stream bán tài khoản thì đang giúp cho MB tăng CASA cũng rất tốt trong cái ngành này. Thì đâu đấy thì chắc là MB, Tech và có thể là OCB nó cũng chưa rõ cho lắm, chắc là phải xem thêm về nội bộ và hệ sinh thái của họ. Thì đấy là những cái ngân hàng mà mình nghĩ là khá ok về mặt chung và dài hạn. Tuy nhiên ngắn hạn thì cả ngành nó vẫn đang có bức tranh khá xấu. Thì nếu mà quý 3 cái báo cáo tài chính ra thì mọi người để ý chắc cái nợ cơ cấu ấy, tức là nợ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và đang được hoãn giãn nợ thì nó sẽ rất nhiều. Nếu mà ngân hàng không trích thì có thể lợi nhuận thì vẫn tăng trưởng thôi, nhưng mà cái góc nhìn về ngành ngân hàng nó sẽ xấu đi và không phải là một cái nhóm ngành mà TVI ưu tiên trong ngành ngắn hạn, tức là 1-2 quý tới. Thì đấy là chia sẻ góc nhìn của em về ngân hàng, không biết anh Hùng đánh giá sao? Thực ra ngân hàng thì đúng là phải chia sẻ là thực ra thì trong cái những cái điều mà nó gọi là tiêu cực thì thực sự là ngành ngân hàng thì cơ bản thì có lẽ là bây giờ ai cũng nói về ngân hàng cũng khiếp rồi, tại vì cả nhịp tăng nó tăng đâu, cả nhịp tăng ông chả tăng cái gì, ông cứ lên được tí ông lại giảm, vừa rồi ông bật được cái nền thì ông làm phát phiên bục nền luôn, đúng không? Thì đấy là cái rủi ro ông nghĩ là ai nhìn thấy được, và cơ bản của nó thì Tuấn Minh cũng chia sẻ với anh rất đồng tình là nó sẽ rất khó cho câu chuyện thời gian tới. Tuy nhiên thì ở một khía cạnh nào đó thì Hùng đang thấy một điều nó sẽ gọi là na ná những cổ phiếu blue chip của vừa rồi thôi, tức là tại vì dòng tiền lớn thì nó không thể mãi đánh đi gọi đánh bắc dẹp đông, đánh nam đánh tây mãi mid cap được, tại vì tiền lớn thì nó phải đánh size lớn, đúng không? Tất nhiên là nhóm ngân hàng thì thực sự là về cái ưu tiên TVI là TVI nghĩ là chúng ta những nhà đầu tư cá nhân thì thực sự là chúng ta chọn nhóm này là cũng gọi là lựa chọn gọi là bước đường cùng mình mới phải chọn. Còn nếu không thì thực sự là Hùng nghĩ là những cái nhóm ngành trước mà chúng ta phân tích ấy nó đã rất là tuyệt vời rồi thì mọi người có thể chọn nó. Nhưng mà chúng ta nói về ở khía cạnh gọi là biểu đồ ấy thì ngân hàng thì thực sự là ngày thứ 6 là một ngày giảm rất mạnh, và nếu ngày thứ 2 mà nó giảm tiếp một lần nữa thì nó sẽ về những cái vùng hỗ trợ tương đối quan trọng của nhóm này. Thì Hùng nghĩ rằng tức là hỗ trợ ở đây là cái vùng hỗ trợ đợt trước của nó ấy, thì Hùng nghĩ là có thể nó sẽ có một nhịp phục hồi kỹ thuật. Thì mọi người có thể lưu ý cái đoạn này, nếu ai bị kẹp thì mọi người có thể giảm bớt tỷ trọng đi. Techcombank nó giảm ở đây thì chắc là nó sẽ nảy lên thôi, thậm chí cả MB, đúng không? Nhiều anh chị thì có lăn chốt MB. Thì Hùng nghĩ là ví dụ đây nó về hỗ trợ đoạn này thì khả năng MB thì có vẻ biểu đồ nó đẹp hơn Techcom. Tại vì nó chạm vào 20 nó vẫn rút chân được lên, thì có thể là trong biểu đồ thì có lẽ MB là cổ phiếu nó có biểu đồ tốt hơn cả nếu mà nói về dòng ngân hàng. Nhưng mà những cổ phiếu khác xấu của dòng ngân hàng thì nó cũng về hỗ trợ rồi, thì quan điểm của anh là có thể nếu mà thị trường phục hồi thì nó sẽ phục hồi cùng thị trường thôi. Tại vì nhóm này nó vẫn là một nhóm mà có size lớn được, thì cái nhịp vừa rồi ấy thì nó rơi đoạn này thì có lẽ là nhỏ lẻ sẽ bị bay hết, tại vì thực ra là cũng đâu có cổ phiếu nào để ưu tiên trong ngân hàng đâu. Thì ông nghĩ là thì nó có thể khi mà mọi người bán nhiều ra thì có thể nó sẽ có dư địa phục hồi. Và phải chia sẻ mọi người rằng là nếu mà thị trường vượt qua là 1.400 thì chắc chắn dòng ngân hàng nó sẽ tham gia, nếu mà thị trường vượt đỉnh được.
Đấy. Thế nếu mà thị trường phục hồi đi lên mà nó tăng thành một cái nhịp tăng ấy, mà nó vượt đỉnh được thì dòng ngân hàng sẽ ra. Còn nếu không thì dòng ngân hàng nó sẽ lại có thể nó sẽ lại phục hồi kỹ thuật và nó tích lũy sideways để ủng hộ thị trường chung thôi. Thì về cái lựa chọn thì anh nghĩ là nếu mà phải chọn ngân hàng thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ ưu tiên về Techcom, MB, những cổ phiếu nó có câu chuyện riêng và nó có tỷ lệ CASA tương đối lớn với ngành chung bây giờ. Còn đa số thì ngân hàng chắc chắn rồi thì nó sẽ phải giảm lợi nhuận để hỗ trợ nền kinh tế. Thì nghĩ đấy sẽ là một cái lưu ý. Ok, em thấy rất nhiều nhóm ngành ở đây. Chắc là một chút về xuất khẩu đi. Chắc là xuất khẩu rất nhiều người quan tâm đấy, hỏi nãy giờ. Ok, chúng ta sẽ nói về xuất khẩu nhá. Ok, ở đây thì mình có một cái vừa rồi vừa xem cái gọi là xuất khẩu trong cái nửa đầu tháng 8. Trong nửa đầu tháng 8, những cái mặt hàng xuất khẩu chính. Thì đâu đấy thì cũng thấy những cái sự ảnh hưởng nhất định bởi dịch bệnh, khiến cho cái logistics và cái xuất khẩu nó đang hơi bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như là một số, chẳng hạn như dệt may hay là gỗ này, thì cũng đang so với cùng kỳ thì cái giá trị xuất khẩu thì nó đang bị giảm. Đang bị giảm. Gọi là tương đối đấy. Ví dụ gỗ, các sản phẩm gỗ này, năm ngoái là tầm độ 550 triệu đô. Thì năm nay trong nửa đầu tháng 8 nó chỉ đạt tầm 370 thôi. Nó cũng giảm khá mạnh. Thứ nhất là logistics thì nó đang tắc. Và cái thứ hai là chi phí nó cũng rất cao. Ngay kể cả thủy sản thì mọi người cũng để ý nó cũng bị giảm. Các nhà máy thì bây giờ vẫn hoạt động chỉ tầm độ 50% công suất thôi. Thì đấy là cái vấn đề của xuất khẩu là đang bị ảnh hưởng bởi cái dịch bệnh trong nước và cái chi phí logistics nó cao, khiến cho rất nhiều ngành nghề đang bị hơi kém trong cái tháng 8 này, đúng không? Thì có thể là trong ngắn hạn thì mình nghĩ là cái thông tin về ngành xuất khẩu nó sẽ không quá tốt cho lắm, không được quá tốt, đúng không? Một số cái xuất khẩu như cái xuất khẩu thép vân vân thì nó vẫn tốt, nhưng mà thực tế thì thép xuất khẩu tốt thì chắc chỉ có tôn thôi, còn Hòa Phát thì nó vẫn chưa chiếm tỷ trọng gọi là quá lớn, hỗ trợ rất nhiều nhưng mà chưa quá lớn thôi. Nếu mà đẩy mạnh được thì mình nghĩ là thời gian tới Hòa Phát đẩy mạnh được thì sẽ lợi nhuận sẽ tốt hơn nhiều là bán trong nước. Thì về mặt xuất khẩu thì mình nghĩ là những cái nhóm ngành mà TVI đã pick cho mọi người thì nó vẫn sẽ khá tiềm năng, đúng không? VTB, VCS thì nhìn chung là cái quý 3 này vẫn sẽ tăng trưởng ổn. Quan trọng là tỷ lệ mà nhà mới bán ở Mỹ ấy, thì mình đang có thấy một cái tình trạng là nó giảm rất mạnh. Giảm so với cái tháng trước rất mạnh. Đây cho mọi người xem cái chart đây. Xem luôn. Nhà bán mới thì nó đang giảm khá mạnh. Sau khi tạo đỉnh tầm độ đến cuối năm 2020, đúng không? Giữa 2020. Lượng xây nhà mới và lượng bán mới nó đạt đỉnh, tăng rất mạnh. Nhưng mà bây giờ nó giảm về cái mức trung bình rồi của nhiều năm, đúng không? Đang giảm mạnh. Tại vì bây giờ dân cũng mở cửa rồi. Và người mua nhiều thì cũng chắc mua rồi. Và quan trọng là Fed thì cũng đang có những yếu tố mà muốn rút tiền trở lại. Đồn đoán thôi, trong vòng 2 đến 3 tháng tới. Thì 2 đến 3 tháng tới chúng ta sẽ xem. Lúc đấy thì có thể là lợi nhuận doanh nghiệp nó sẽ bù cho cái việc mà Fed rút tiền rồi. Cùng lắm thì chỉnh một vài phiên thôi, đúng không? Như mình cũng chia sẻ rất nhiều video, kể cả tăng lãi suất. Bây giờ khéo là một điểm tốt cơ. Tại vì tăng lãi suất được, chứng tỏ kinh tế nó quá mạnh, đúng không? Bây giờ kinh tế nó không đủ mạnh thì lãi suất nó mới thấp như vậy. Thì cái xây nhà mới thì đang hơi kém. Thì đây cũng là một cái yếu tố mà đang hơi vân vân trong ngắn hạn, đúng không? Có thể là nó sẽ tác động đến cái kim ngạch xuất khẩu trong cái quý 4. Quý 3 thì vẫn có thể, tại vì đơn hàng nó vẫn duy trì. Nhưng mà quý 4 thì có thể sẽ bị ảnh hưởng. Nó cái giá xuất khẩu như vậy thì Phú Tài và VCS và những doanh nghiệp xuất khẩu liên quan đến những cái nhà mới xây như này thì mình nghĩ quý 3 thì chắc là hai doanh nghiệp này vẫn ổn thôi, nếu có thể nắm giữ theo dõi. Còn những cái vị thế trung hạn mới thì sẽ hơi khó. Còn xuất khẩu chẳng hạn những cái mặt hàng dệt may thì cũng là TVI pick chắc phải từ quý 2 rồi, quý 3 thì cũng có pick nhưng mà nó tăng quá nhiều rồi, thực tế là bây giờ cũng không thấy cái điểm mua nào đối với những cái nhóm ngành như này. Còn TNG và MSH đúng không, mình nghĩ là vẫn sẽ cực kỳ tích cực thôi. Định giá thì cũng chưa phải là gọi là quá đắt đâu. Như TVI thì bây giờ là MSH thì cũng tuần trước thì cũng chạm đến gần target 80 rồi. Nó pick từ quý 2 giá 80 và bây giờ nó lên đúng 80 rồi. TNG thì cũng pick đâu 31, 32 thì cũng lên đến giá mục tiêu. Thì cuối năm nếu mà quý 3 mà mình sẽ xem cái báo cáo như nào thì có thì chắc là nắm giữ được. Còn mua mới thì cũng hơi khó. Còn có rất nhiều anh chị hỏi về thủy sản nữa. Không, thủy sản xuất khẩu. Đúng không? Ở Harris sang thì cái xuất khẩu cá tra tôm rất mạnh lên rồi. Thực ra thì tôm thì nó vẫn tích cực thôi. Doanh số và cái xuất khẩu của Việt Nam nó vẫn ổn trong cái giai đoạn dịch bệnh do cái Ấn Độ bị ảnh hưởng. Và Ấn Độ bị Mỹ nó áp thuế. Và Minh Phú còn có giai đoạn mà nhập tôm Ấn Độ về thì là bị Mỹ nó áp thuế đấy. Thành ra là ông ấy thị phần ở Mỹ ông ấy giảm cực kỳ mạnh. Rất rất đen cho ông Minh Phú. Thì tôm thì mình nghĩ là FMC và CMX thì sẽ ổn hơn về mặt lãnh đạo. CMX thì lãnh đạo mới, quan trọng là họ sắp phát hành thì hơi khó nghĩ về mặt phát hành.
FMC thì xuất khẩu châu Âu và họ định hướng những cái sản phẩm giá trị gia tăng cao. Nếu mà ngành tôm để mà big thì chắc là mình sẽ ưu tiên FMC nhất về cơ bản. Tuy nhiên thì ngành này thì cũng chia sẻ với mọi người rồi. Đấy là mình tìm hiểu ngành thủy sản thì tôm nó không phải là một cái loại thủy sản nó xuất phát từ Việt Nam, giống phải nhập 100%. Do đó cái yếu tố dịch bệnh nó rất khó để kiểm soát. Và cũng như là cái nuôi nó cũng không lợi thế hơn so với những nước mà cái tôm nó xuất phát từ nước đấy. Do đó có thể sẽ gặp áp lực cạnh tranh. Còn mỗi MRC thì ông ấy tập trung giá trị gia tăng cao, xây dựng thương hiệu từ cái kinh nghiệm của Pan sẽ ổn hơn. Còn Vĩnh Hoàng và Nam Việt, đúng không? Thì bây giờ mọi người bảo Harris sang thì giá cá tra tăng. Thực tế thì giá cá tra xuất sang Mỹ của Vĩnh Hoàng và Minh Trách mấy tuần gần đây thì cũng có cải thiện khá tốt rồi. Tức là giá đâu đấy nó cũng tăng khá khá rồi đấy. So với cái đợt mà đáy đâu đấy chỉ tầm 2,7 đô thôi. Bây giờ cũng phải lên tầm 3,3, 3,4 đô rồi. Tăng khá ok ở Mỹ. Còn ANV thì vẫn đang giá đang thớt được hơi kém. Phải nói thật sự là hơi kém. Và công suất của họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái dịch bệnh, chỉ hoạt động 50% thôi. Thì Vĩnh Hòa cũng thế. Do đó mà cắn hạn thì có thể sẽ bị ảnh hưởng. Cái ngành này sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà trung hạn và dài hạn thì ngành này vẫn TVI vẫn pick cho mọi người từ giờ đến cuối năm sẽ là một cái ngành đợi mua. Có thể là khi mà dịch bệnh nó đỡ một cái, Trung Quốc nó mở toang hết những cái cả của nó nhập khẩu thủy sản thì cái giá cá tra nó sẽ tăng cực kỳ mạnh. Và có thể là đợt tới mà nhóm này chỉnh mạnh thì mình nghĩ có thể sẽ gom. Mình sẽ gom cái nhóm này, cái nhóm cá tra này, thì mình thấy cá tra là cái Việt Nam chiếm tới 80% thị phần thế giới cơ. Và bây giờ tồn kho cá tra trong nước nó đang ở mức đáy và có thể sẽ tiếp tục giảm tiếp khi mà người nuôi nó bỏ rất nhiều. Giá thức ăn thì tăng mà giá cá tra thì thấp, khiến cho rất nhiều người nó bỏ nuôi. Thì sẽ đến một chu kỳ mà khi mà nhu cầu tăng thì giá sẽ tăng rất mạnh. Thì đấy là cái ngành cá tra mà mình view là cuối năm thì sẽ là một cơ hội rất lớn để gom cổ phiếu. Còn hiện tại thì giá nó tăng mà cũng chưa có kèm cơ bản gì cả. Thành ra là cũng chưa pick cho mọi người cái nhóm ngành này ngay trong ngắn hạn. Thì đấy góc nhìn của em về ngành xuất khẩu, không biết anh Hùng đánh giá như nào. Ok, chia sẻ hết rất là chi tiết. Thì thực sự là về cái okay, có một anh chị bảo là cái file cơ bản này của TVI thì thực sự đây là cái file mà của team TVI xây dựng nhá, chứ không phải của bên nào cả. Nếu ai muốn nhận thì các anh chị phải là khách hàng của TVI. Thì anh chị cứ inbox trực tiếp cho bạn môi giới quản lý ấy, hoặc là em có gửi trong room khách hàng của TVI ấy, thì mọi người có thể đọc ở đó nhá. Ok, thì quay trở lại về xuất khẩu thì chúng ta sẽ nói về TRG, một mô hình thực sự là mô hình hay đấy. Cái dạng này thì nó cũng không phải là một cái mô hình quá đẹp với quan điểm cá nhân Hùng, nhưng mà thực sự nó bù lại là một cái đà tăng giá quá khủng khiếp của phiếu này. Thì TNG thì tự nhiên nó gọi là câu chuyện là tự nhiên ngư ông đắc lợi, đúng không? Ông này thì ông ở miền Bắc và tự nhiên bây giờ khi mà doanh nghiệp ông ấy đang có rất nhiều vấn đề, và thực sự là về cơ bản của TNG nó vẫn có một cái gì đó nó mang tính đầu cơ cao. Tại vì quan điểm của anh thì thực sự là, tại vì nói với TNG thì có lẽ cơ bản của nó về hành thời thì thực sự là nó quá là, nó không phải là một cái gì đó nó quá là kiểu gọi là khí phách hay là gì như những doanh nghiệp khác, mà nó cũng mang tính gọi là tương đối là đầu cơ với cổ phiếu này. Thì thực sự là với TNG thì nghĩ rằng là thì chúng ta có pick, có tham gia, đúng không? Nó đã đạt lợi nhuận chúng ta quá nhiều cơ hội rồi, thì nghĩ rằng cái nhịp điều chỉnh này của TNG và cả nhóm dệt may nó sẽ giống ngành bất động sản ở chỗ là khi mà ngày mai nó test về, đúng không, ví dụ 26 là hỗ trợ của nó, thì nếu ai mà gọi đợt rồi chưa tham gia muốn tham gia thì nghĩ là cái vùng này nó sẽ có thể là một cái vùng điểm mua ngắn hạn mang tính thăm dò tỉ trọng thấp thôi, thì mọi người có thể cân nhắc được với TNG, đúng không? Tại vì nó vẫn là một trend tăng khá tốt. Thì TNG nó vẫn TNG là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngành dệt may rồi, thì nghĩ là những cổ phiếu khác thì nó vẫn sẽ tương tự như vậy đó. VGT thì nó sẽ ảnh hưởng hơn TNG một chút ở cái câu chuyện về cái khía cạnh dịch bệnh, thì nghĩ là với VGT nó sẽ ảnh hưởng, nhưng TNG thì nó không bị. Thì nghĩ đấy sẽ là một cái mọi người có thể lưu ý theo dõi về ngành dệt may, thì anh đánh giá là khá ok. Ai có thì mọi người có thể nắm giữ thôi. Còn nếu mà ở khía cạnh ngắn hạn ấy thì nó vẫn đang nằm xu hướng tăng. Còn ở sau đó thì chúng ta sẽ cần phải update thêm về định giá doanh nghiệp, tại vì thực sự nó đã vượt quá cái mốc định giá của chúng ta rồi, cũng phải chia sẻ thẳng thắn là như vậy. Còn về ngành thủy sản thì thực sự anh cũng nói rồi, anh cũng rất thích FMC. Về cái, tại vì thực ra là cái biểu đồ breakout của nó thì đây là một điểm mua, và đây là điểm mua gia tăng của nó, đúng không? Nhưng tất nhiên hôm vừa rồi thì nó điều chỉnh tương đối nặng. Với FMC thì quan điểm Hùng thì Hùng ít khi tham gia của chỗ này, tại vì thực ra là nó được cái mô hình của Pan như Tuấn Minh chia sẻ, nhưng thực ra thì Hùng đầu tư thì Hùng rất ngại dính đến những doanh nghiệp nào liên quan đến tập đoàn Pan, tại vì ngày xưa mình làm SA nên mình thấy đầu tư doanh nghiệp này nó tương đối khó kiếm tiền, nên là thực sự là mình cũng hơi ngại cái vấn đề đó. Nhưng mà về biểu đồ thì nó vẫn đang khá ổn, thì mọi người cân nhắc theo dõi thôi. Còn về cá tra thì thực sự là ANV và VHC thì cái đoạn chỉnh này Hùng nghĩ là nó là điều chỉnh cần thiết. Đợt rồi nó cũng lên một cách nó
khá là vội vã, tại vì cơ bản doanh nghiệp còn chưa chạy, nhưng mà giá cổ phiếu thì chạy kinh quá, thì nghĩ là nó có lẽ nó sẽ cần phải điều chỉnh thêm một thời gian nữa thì nó mới có thể tin cậy được, tại vì về doanh nghiệp thì nó vẫn phải đi cùng cơ bản, nó sẽ ổn hơn là việc mà nó chạy riêng một mình thì nó sẽ tương đối khó. Đấy là về thủy sản. Còn về cái xuất khẩu kiểu gỗ hay là đá thì mình vẫn nghĩ là VSS và Phú Tài thì vẫn là những doanh nghiệp tốt và mọi người có thể nắm giữ được. Tại vì hai cổ phiếu này TVA cũng có pick cho mọi người và nghĩ là nó cũng chưa có điều gì xấu cả nha. Để mọi người có thể gọi là từ bỏ nó, nghĩ là vẫn nên nắm giữ thôi. Che chen của nó vẫn là che tăng mà chưa có gì xấu. Ok. Anh chị nhớ để lại một like, một chia sẻ video hôm nay nhá. Hôm nay thực sự là giờ nói gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà cũng rất là đông anh chị vẫn đang đồng hành, gần 1.500 anh chị. Anh chị nhớ để lại like cho Hùng và Tuấn Minh thêm động lực để có thể chia sẻ mọi người nhiều hơn nhá. Ok, còn một người hỏi nốt Gil thì tại vì thực ra Gil thì ông nghĩ vẫn đang nằm trong cái kênh này thôi, nó chưa vấn đề gì cả, nó chưa rút chân tốt, chưa gì xấu đâu, mọi người có thể an tâm, mọi người theo dõi. Thực sự là câu hỏi rất nhiều và chúng ta có lẽ không thể, chưa thể đáp ứng hết được mọi người được. Thì anh nghĩ là bây giờ mọi người có rất nhiều một nhóm ngành nào mọi người theo dõi thì anh nghĩ là Tuấn Minh chọn một cái nhóm ngành cuối cùng thì chúng ta sẽ kết thúc buổi live stream hôm nay. Chắc là okay. Sẽ như vậy thôi, tại vì thực sự là cũng quá nhiều câu hỏi rồi. Nếu ai mà còn về nhóm ngành nào nữa thì mọi người thì comment vào phần bình luận nhá, thì Hùng và TVA Tuấn Minh sẽ đánh giá qua cho mọi người thêm. Còn có lẽ chúng ta sẽ tạm dừng thêm một nhóm ngành nữa đi nha. Vâng, mình sẽ chốt lại một nhóm ngành. Thì thấy rất nhiều người hỏi cái nhóm ngành công nghệ đúng không? Thế từ đầu đến giờ chắc là FPT rồi ITD, Elcom rất nhiều hỏi về công nghệ, thì chắc là chúng ta sẽ chốt lại vào cái ngành công nghệ này, một cái ngành mà cũng rất tiềm năng trong cái giai đoạn dịch bệnh đúng không, xu hướng online và chuyển đổi số. Thì ok, về ngành công nghệ thì TVI cũng có pick cho mọi người trong báo chiến lược, thì anh chị nào có thì tuần trước mà xem thì cũng có nhận được rồi. Còn anh chị nào chưa có và muốn tư vấn kỹ từ team TV2 thì hãy liên hệ đúng không, để trở thành khách hàng của TV2 thì chúng ta sẽ đồng hành với nhau và nhận được những cái báo cáo chiến lược và công ngành. Những cái file như này sẽ được cải tiến liên tục để phù hợp nhu cầu mọi người phân tích và đầu tư. Còn về nhóm ngành công nghệ thì thực tế thì mình nghĩ là cái view tích cực đối với nhóm ngành này thì vẫn sẽ giữ nguyên thôi đúng không. FPT thì bây giờ có một cái điểm nó đang hơi trong ngắn hạn, nó đang hơi mắc một chút, đấy là Nhật Bản thì ca Covid thì vẫn đang có vẻ vẫn tăng mà vẫn đang hơi xấu, nhưng mà về mặt triển vọng thì mình nghĩ là FPT vẫn ổn thôi. Vừa mua thêm một công ty mới tại Mỹ thì sẽ mở rộng được doanh thu tại thị trường này. Trong nước thì cũng ký được rất nhiều hợp đồng đúng không ạ. Trước đây thì rất nhiều doanh nghiệp ngại chi tiền chuyển đổi số ở trong nước đúng không, tại vì nó lớn so với quy mô của trong nước. Trong nước thì thường một cái quy mô doanh nghiệp như được như Hòa Phát, Thế Di Động hay PNG một hợp đồng chuyển đổi số mấy trăm tỷ thì nó hơi hiếm đúng không. FPT thì ông ấy sẽ rất ngại làm những cái hợp đồng nhỏ. Đâu đấy thì mình nghĩ với chắc bây giờ chắc phải tầm độ trên 10 tỷ thì ông ấy mới làm cơ, ngay cả phần mềm nước ngoài. Thì đấy là vấn đề mà FPT thì mình nghĩ ở trong ngắn hạn họ có base.vn, ngắn hạn chưa hiệu quả lắm, có thể là lỗ đúng không, nhưng mà sắp tới về triển vọng trung hạn thì mình nghĩ vẫn ổn. Thì anh chị nào mua FPT chắc chắn định giá P22 cao, nhưng về mặt trung hạn vẫn tốt và tăng trưởng mình nghĩ vẫn sẽ giữ được ở mức cao khi mà họ tích cực M&A và vị thế càng ngày càng hưởng lợi. Mọi người để phải hiểu là câu chuyện là trước đây thì chẳng hạn như ông Hòa Bình ngày xưa đúng không, làm thầu phụ thì cái biên nó sẽ rất mỏng, nhưng mà khi mà làm thầu chính rồi, tức là ông sẽ làm tổng thầu thì cái biên sẽ được cao hơn. Trước đây ông chỉ cho xây một cái mấy cái công trình phụ thôi, thì bây giờ ông được xây cả tòa nhà. Thì đấy là vấn đề mà càng ngày thì biên lợi nhuận có thể càng được cải thiện và chất lượng của nhân sự đúng không, kể cả biên không cải thiện ông ấy tăng lương hết cho nhân sự đi thì cũng chất lượng nhân sự và càng ngày càng thu hút được nhân tài, không phải như trước đây là FPT bị chảy máu chất xám rất nhiều. Vòng quay nhân sự có năm phải lên tới tầm 40%, tức là 40% bị thay thế hàng năm, tại vì họ sang công ty khác trả lương cao gấp đôi gấp ba lần. Thì bây giờ đang đỡ tình trạng như này và họ có ăn được phần trăm theo những cái dự án lớn nữa, thì đấy là view của mình về FPT thì vẫn ổn thôi đúng không. Còn ITD và Elcom thì câu chuyện vui là hai ông này giá nó toàn đi ngược nhau, ông này tích cực thì ông kia lại tiêu cực. Còn view về dài hạn của mình và trung hạn thì mình vẫn nghĩ là cực kỳ tích cực, và ITD thì cái giá mục tiêu nó vẫn sẽ từ tầm 23-24. Còn Elcom thì trong ngắn hạn thì có thể sẽ có những cái điều chỉnh, tại vì quý 3 thì chưa có dự án nhiều lắm đúng không? Bây giờ mới bắt đầu đi đấu thầu thôi. Nhưng mà ITD thì quý 3 có cái cục lợi nhuận rồi, thì hai nhóm này thì có thì vẫn nắm giữ, mình vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và nắm giữ cái nhóm này. Còn CMG thì cũng chia sẻ rồi đúng không? CMG thì câu chuyện là vẫn phụ thuộc vào cái chuyển đổi số của họ với Samsung như nào. Viễn thông thì vẫn tốt thôi, nhưng mà có CMG thì ít thông tin. Đấy là vấn đề của mình đánh giá về ngành công nghệ. Nếu biết anh Hùng còn chia sẻ kỹ thuật gì về cái nhóm ngành này
sau đấy CMG thì thực sự là CMG thì về biểu đồ rất là đẹp, nghĩ là nếu ai có nắm giữ rồi cửa này thì cũng có phù một ít thì chắc là target của nó chắc là khả năng nó sẽ lên được trên 5x nếu mà không có gì quá bất thường về thị trường, nghĩ là như vậy. Còn về cổ phiếu khác như FPT thì anh vẫn đánh giá là FPT khả năng nó cũng khó thủng được cái vùng này đó. Còn nếu xấu hơn thì nếu ai mà nó về khoảng đâu 88-89 thì mọi người có thể cân nhắc mua được, nếu ai mua gạnh dài hơn một chút đúng không, tại vì thực ra những cái vùng hỗ trợ này của FPT thì nó quá nhiều lần nó về đây nó giữ giá rồi, thì nghĩ là những cái vùng kiểu này thì mọi người để cân nhắc mọi người mua được, tại vì nó cũng test đây test lại nhiều lần rồi, đó lần trước cũng mua ở đây giờ nó cũng hồi lại thì đợt này cũng thế thôi, thì cũng nghĩ là mai nếu ai mà muốn cân nhắc thì cũng nghĩ là sẽ có thể cân nhắc được. Đấy là về FPT thì mình sẽ chỉ tư vấn con nào nó sai lớn một tí mọi người để cân nhắc nhá. Thì ok thì cũng rất là cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng cái livestream này, thực sự là một livestream cũng rất là tuyệt vời, có lẽ lâu rồi mới có một cái livestream mà kéo dài 2 tiếng mà vẫn khoảng 1.500 anh chị theo dõi, cũng rất là cảm ơn mọi người. Thì nói chung là anh chị nào mà muốn đăng ký là khách hàng TVI ấy, nhận những cái sản phẩm cơ bản, những sản phẩm cơ bản tăng trưởng TVI ấy, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp các bạn trong nhóm TVI nếu anh chị đã là khách hàng nhá. Nếu anh chị đã là khách hàng TVI thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho các bạn quản lý, hoặc là Hùng có các bạn sẽ gửi cho mọi người những cái file cơ bản, những cái file báo cáo chiến lược hàng năm, báo cáo ngành kiểu như này mọi người sẽ nhận được. Còn nếu ai mà chưa là khách hàng TVI muốn nhận được sản phẩm ấy, thì mọi người có thể tham gia room tư vấn của TVI nhá, đăng ký là khách hàng. Mọi người add Zalo của Hùng hoặc Tuấn Minh và các bạn trong nhóm TVI. Đấy, số điện thoại thì Hùng có để trên này này. Đấy thì mọi người add Zalo, các bạn team marketing thì sẽ hỗ trợ cho mọi người tham gia room tư vấn của TVI như thế nào nhá. Còn nếu mà ai anh chị nào mà muốn được nhận, chưa là khách hàng nhưng muốn nhận được, thì mọi người có thể tương tác mạnh mẽ trên các live stream đúng không? Thỉnh thoảng có những live stream thì như kiểu hôm trước ấy, Hùng bảo nếu ai còn thức mà ai còn like chia sẻ kênh của TVI, ấn nút subscribe đăng ký kênh là mọi người sẽ nhận được file này đấy. Thì Hùng nghĩ là mọi người có thể tương tác nếu anh chị nào chưa khách hàng mà muốn nhận những cái file này, tại vì thực ra file này thì nó sẽ update hàng quý luôn và nó sẽ được nâng cấp các sản phẩm như Tuấn Linh vừa chia sẻ, nó nâng cấp sản phẩm để phù hợp với khách hàng và rất nhiều đối tượng khách hàng, và sắp tới đây thì team TVI sẽ có rất nhiều những sản phẩm nữa để có thể cung cấp cho mọi người. Tuần sau thì Tuấn Minh có chia sẻ mọi người ấy, một cái báo cáo về ngành ngân hàng để mọi người có thể hiểu về ngành ngân hàng hơn, về những chỉ số tài chính mà mọi người phân tích ngành ngân hàng, thì đấy cũng là một cái rất tuyệt vời để mọi người có thể nâng cao kỹ năng đầu tư của mọi người nhá. Còn nếu anh chị nào mà muốn đăng ký khóa học của TVI tổ chức do Hùng làm giảng viên trực tiếp cho mọi người vào 8 buổi online, mọi người được xem lại video vĩnh viễn, thì mọi người có thể inbox trực tiếp vào Zalo Hùng thì Hùng sẽ hỗ trợ, bảo các bạn marketing hỗ trợ mọi người đăng ký tham dự khóa học của TVI nhá. Ok thì có lẽ chúng ta sẽ kết thúc livestream ở đây. Một lần nữa thì rất hy vọng được đồng hành cùng mọi người lâu dài hơn, mọi người để giúp cho anh chị có thêm nhiều kiến thức, những chia sẻ để cho mọi người có thêm gọi là kinh nghiệm, đưa ra một cái quyết định đầu tư cho mọi người để kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán một cách bền vững hơn. Thì sắp tới thì team TVI cơ bản thì có lẽ cũng sẽ ra nhiều video mang khía cạnh ngắn hơn, thì mọi người để cho Tuấn Minh có thể gọi là chủ tài để giúp cho mọi người hiểu hơn về nhiều doanh nghiệp. Thì nếu mọi người muốn ủng hộ cái chủ đề đó thì mọi người hãy ok comment và tương tác, và đừng quên là nút đăng ký kênh của TVI để nhận được những cái giá trị tiếp theo của TVI chia sẻ với mọi người nhé. Tuấn Minh này, em có muốn nói gì với mọi người không, để chúng ta sẽ kết thúc buổi livestream ở đây. Rất cảm ơn các anh chị trong buổi livestream hôm nay, gọi là rất đông anh chị theo dõi mặc dù đã muộn. Còn các sản phẩm của TVI sắp tới sẽ cung cấp cho anh chị rất nhiều góc nhìn thêm vào những cái ngành mới để chúng ta có những quyết định sáng suốt nhất, cũng như là update thêm những cái sản phẩm để chúng ta có thể sử dụng một cách hiệu quả. Thì anh chị nào mà yêu mến cái TVI thì có thể về với team TVI, đúng không ạ? Còn rất cảm ơn mọi người. Thì chắc là buổi livestream cũng sẽ kết thúc tại hôm nay tại đây. Anh chị nào có câu hỏi thì cứ comment để team TVI trả lời nhá. Okay, thì có lẽ là cái thứ sẽ kêu không, anh nghĩ là chắc khả năng phải để thêm 40 giây nữa, vì anh đang nhìn là chúng ta đã livestream được 1:59:20 rồi. Ok, cảm ơn anh Thảo Nguyễn nhá, cảm ơn chị Nguyễn Thiết. Ok, cũng đã rất rất muộn rồi mà mọi người vẫn đồng hành, cảm ơn chị Mèo Con nhá. Ok thì thực sự là cũng thì hàng tuần thì Tuấn Minh Hùng sẽ cố gắng để dành thời gian để livestream trực tiếp như này, thì để giúp cho mọi người sẽ có nhiều cái chia sẻ, cho mọi người có thêm nhiều kiến thức hơn để mọi người có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, đúng không?
Tại vì thực ra là chứng khoán thì cũng rất là khốc liệt, mọi người phải nâng cao kiến thức hàng ngày thì mọi người có thể tồn tại được và kiếm được tiền một cách bền vững từ thị trường chứng khoán. Ok, thì có lẽ chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhá, tròn 2 tiếng rồi. Ok, bye bye tất cả mọi người nhá, chúc tất cả anh chị ngủ ngon.